Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 69. Diệp Quân rất hứng thú với cách đánh hoàn toàn mới này, thế nên hắn điên cuồng luyện tập và dần dần hắn cũng đã luyện thành thục kiếm kỹ đặc biệt này. Từng nhát kiếm một. Ngươi không bao giờ biết được nhát kiếm tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Cho dù là hắn cũng không cảm nhận được, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian mà mình thi triển kiếm để dự tính thời gian xuất hiện của nhát kiếm thứ hai. Nói đơn giản hơn, nếu không phải là kiếm mà hắn tung ra, hắn cũng sẽ không cảm nhận được lúc nào thì nhát kiếm thứ hai xuất hiện. Vì sức mạnh thời không này quá đặc biệt, hơn nữa hoàn toàn áp chế tất cả thời không hiện có, cho nên nó xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước nào, hơn nữa uy lực của nó cũng cực kỳ đáng sợ, hơn hẳn tất cả sức mạnh thời không mà hắn từng thấy. Chỉ tiếc là bây giờ hắn vẫn không thể hấp thụ sức mạnh thời không mà không giới hạn, nếu không uy lực đó là không thể tưởng tượng được. Hôm nay Diệp Quân bỗng dừng lại, hắn ra khỏi tiểu tháp, Trấn Thiên xuất hiện trước mặt hắn. Trấn Thiên nhìn Diệp Quân trước mặt, hơi lo lắng, lần trước sau khi Diệp Quân bị đánh tan xương nát thịt ở khu vực cổ hoang thì vẫn luôn bế quan, gã sợ tâm cảnh của Diệp Quân bị ảnh hưởng. Diệp Quân cười nói, chào. Thấy Diệp Quân nở nụ cười, Trấn Thiên thở phào, rõ ràng Diệp Quân không bị ảnh hưởng gì cả. Trấn Thiên trầm giọng nói, bọn ta vừa nhận được tin, nhà họ Thần đã đi tìm Chúng Thần Điện. Chúng Thần Điện. Diệp Quân khẽ gật đầu, Chúng Thần Điện đã đồng ý với chúng à? Trấn Thiên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó xòe tay ra, một cuốn sách cổ xuất hiện trước mặt Trấn Thiên, đây là ghi chép của thần nhất mà ta sao chép lại. Trấn Thiên khó hiểu. Diệp Quân cười nói, Trấn Thiên, chuyện này là chuyện giữa Diệp Quân ta và nhà họ Thần, Trấn tộc không nên nhúng tay vào, bất kể là nhà họ Thần, khu vực cổ hoang hay Chúng Thần Điện, ta sẽ tự mình đối mặt. Nói xong, hắn để cuốn sách cổ đó xuống, sau đó xoay người biến thành kiếm quang rồi biến mất ở tận cuối tinh không. Hắn không bảo Trấn tộc đối mặt cùng với hắn. Đối phương cũng đã có đủ thành ý, Diệp Quân cũng không thể làm quá mức. Vì hắn biết rõ một khi khai chiến toàn diện, Trấn tộc sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Như hắn đã nói, đây là chuyện của bản thân hắn sẽ tự mình đối mặt. Thấy Diệp Quân dứt khoát rời đi, Trấn Thiên sửng sốt, vì gã không ngờ Diệp Quân lại đột ngột như thế, nhưng rất nhanh gã đã hiểu ý Diệp Quân. Nghĩ đến đây Trấn Thiên cảm thấy khá phức tạp. Thành thật mà nói, khoảng thời gian này áp lực của Trấn tộc quá lớn, vì bây giờ tình cảnh của họ quả thật không tốt. Trấn Thiên vẫn khá tự tin. Nhưng người trong tộc của gã lại không có lòng tin đó. Nhà họ Thần khai chiến toàn diện. Trở mặt với khu vực cổ hoang. Chúng Thần Điện cũng tham gia. Với thế lực đó sẽ khiến tình cảnh của Trấn tộc ngày càng nguy hiểm. Khai chiến toàn diện là sẽ có người chết. Thế nên rất nhiều người trong tộc đều đã bắt đầu dao động. Trấn Thiên nhìn cuốn ghi chép màu đen trước mặt, lặng thinh hồi lâu, gã bỗng nói, người đâu? Gã vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện bên cạnh gã. Mặt Trấn Thiên không cảm xúc, bảo mấy người thái thượng trưởng lão xuất quan. Ông lão hơi ngạc nhiên. Trấn Thiên nói, làm đi. Gã vẫn phải đánh cược. Gã đặt cược thế lực đằng sau Diệp Quân hơn hẳn ba nhà kia, thậm chí có thể so sánh với khu vực tiên linh. Mặc dù gã cảm thấy chuyện này hơi khó xảy ra nhưng gã vẫn là muốn đánh cược. Vì nếu đánh cược vào đúng chỗ thì có nghĩa là gì? Tức là Trấn tộc sẽ trèo lên được một thế lực lớn siêu cấp, sau đó vực dậy. Đương nhiên gã cũng hơi lo lắng, vì nếu cược thua thì Trấn tộc. Trấn Thiên nhắm mắt lại, một người có thể không xem trọng ghi chép của thần nhất, ta không tin người ở đằng sau ngươi là cường giả bình thường, chín phần thần tính. Diệp công tử, phía sau ngươi có cường giả chín phần thần tính, phải không? Chín phần thần tính. Chỉ cần đằng sau Diệp Quân có một cường giả có chín phần thần tính thì Trấn tộc đã thắng rồi. Cho dù nhà họ Thần và khu vực cổ hoang mạnh thế nào, nhưng chỉ cần có một cường giả chín phần thần tính thì có thể tiêu diệt chúng. Tám phần thần tính và chín phần thần tính hoàn toàn không thể nào so sánh. Nói một cách đơn giản, chỉ cần đằng sau Diệp Quân có một cường giả có chín phần thần tính thì bất kể là nhà họ Thần và khu vực cổ hoang đều sẽ bị đánh bại. Mà suy đoán của gã là cho dù thế lực đứng sau Diệp Quân không mạnh bằng khu vực tiên linh, nhưng chắc chắn cũng có cường giả có chín phần thần tính. Thế nên gã quyết định cược thử xem. Sau khi rời khỏi Trấn tộc,
Diệp Quân quay về vũ trụ thần nhất, sau đó liên hệ với Mộc Nguyên. Diệp Quân đứng trước một cái ao ở giữa một dãy núi rộng lớn, trước mặt hắn là một ông lão, người này chính là Mộc Nguyên. Còn có 62 người đứng phía sau Mộc Nguyên. Những người này đều là thần tướng của thần điện lúc trước. Diệp Quân nhìn họ, có vài thần tướng trong đó đã đạt đến cảnh giới thần đạo. Lúc này các thần tướng cũng đang nhìn Diệp Quân, người trước mặt này là người truyền thừa của thần nhất. Mộc Nguyên nói, cậu Diệp, họ đều đồng ý đi theo cậu. Diệp Quân nhìn mọi người, sau đó xòe tay ra, 100 tổ nguyên xuất hiện trước mặt các thần tướng. Thấy thế, các thần tướng đều vui mừng khôn xiết, sau đó vội vàng hành lễ với Diệp Quân. Diệp Quân khẽ gật đầu, tất nhiên hắn hiểu được vào thời điểm như vậy tuyệt đối không thể nói chuyện tín ngưỡng hay vẽ ra cảnh tượng đẹp đẽ gì đó. Dù sao hắn cũng không phải là thần nhất, những người này không sùng bái và tín ngưỡng hắn, lúc này vẫn nên làm chút việc gì đó thực tế thì tốt hơn. Đương nhiên suy nghĩ của hắn là đúng. Ngoại trừ hai vị thần tướng cảnh giới thần đạo, những thần tướng khác đều rất vui vẻ, từ khi rời khỏi thần điện, họ đã trở thành tán tu, mà cuộc sống của tán tu lại tương đối khổ sở. Diệp Quân không nói gì nhiều với những thần tướng này, hắn thu tất cả họ vào trong tiểu tháp, sau khi tiến vào tiểu tháp, vẻ mặt của tất cả thần tướng đều trở nên nghiêm trọng. Bao gồm cả hai vị thần tướng cảnh giới thần đạo. Lúc này họ mới cảm nhận được vị Diệp công tử này sâu không lường được, chút khinh thường ban đầu đó cũng biến mất. Ở bên ngoài, Mộc Nguyên nói, chỉ cần cho họ chút tài nguyên, sau này họ muốn đạt đến cảnh giới thần đạo cũng không khó. Diệp Quân khẽ gật đầu, lăn lộn theo ta thì tài nguyên đủ cả. Mộc Nguyên cười nói, đúng là thế. Ông ta đi theo Diệp Quân lâu như thế dĩ nhiên biết Diệp Quân không hề thiếu tiền. Mộc Nguyên như nghĩ đến điều gì, bỗng nói, cậu Diệp, nhà họ Thần. Diệp Quân cười nói, ông biết rồi à. Mộc Nguyên gật đầu, nhà họ Thần, khu vực cổ hoang và chúng thần điện. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta sẽ giải quyết. Mộc Nguyên nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì ngay lúc này thời không trước mặt Diệp Quân bỗng rung chuyển. Mộc Nguyên biến sắc, đang định ra tay thì Diệp Quân mỉm cười nói, người của mình. Ngay khi Mộc Nguyên còn ngờ vực, một người áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người áo đen cúi chào Diệp Quân, thiếu chủ. Người áo đen trước mặt này chính là Ám U. Ám U, cuối cùng ông ta cũng đã đến. Nhìn thấy Ám U, khóe môi Diệp Quân cong lên, ông ta xuất hiện tức là có tin tức của mẹ rồi. Mộc Nguyên hiếu kỳ nhìn Ám U trước mặt, ông ta biết người trước mặt này chắc là người trong nhà Diệp Quân. Diệp Quân nói, lúc nào thì mẹ ta đến thời đại cũ? Ám U nói, sắp rồi. Diệp Quân nói, đã giải quyết xong việc bên Tuế Nguyệt Trường Hà rồi à? Ám U cung kính nói, vâng thưa thiếu chủ, các chủ có dặn, cậu cứ đứng vững, bà ấy sắp đến rồi. Ha ha! Diệp Quân bật cười, phải nói rằng hắn cảm thấy ấm áp. Ám U cũng nở nụ cười, tốc độ trưởng thành của Diệp Quân khiến ông ta cực kỳ ngạc nhiên, tất nhiên cũng cảm thấy khá phức tạp. Phải biết rằng, lần đầu tiên gặp Diệp Quân mới chỉ là một cậu nhóc, thực lực cực kỳ yếu, nhưng mới qua bao lâu chứ? Diệp Quân trước mặt đã khiến ông ta cảm thấy sâu không lường được. Yêu nghiệt quá! Ám U không khỏi cảm thán. Diệp Quân bỗng nói, mẹ đã biết chuyện ở đây rồi à? Ám U gật đầu, đúng vậy, các chủ đã điều tra rõ tất cả các thế lực ở nơi này, ngoài nhà họ Thần và khu vực cổ hoang, vị đế chủ ở Hắc Tử Vực cũng đã đồng ý với nhà họ Thần, muốn giúp nhà họ Thần đối phó với thiếu chủ. Nghe thế, Diệp Quân sửng sốt, đế chủ Hắc Tử. Ám U cung kính nói, phải. Sắc mặt Diệp Quân trở nên kỳ lạ, tại sao? Ám U trầm giọng nói, có lẽ nhà họ Thần dùng cuốn ghi chép của thần nhất trên người thiếu chủ để ra điều kiện. Diệp Quân khẽ cười không nói gì. Phải biết rằng, lúc đầu hắn tặng miễn phí cho Nhược Tỷ, Nhược Tỷ còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, bây giờ sao có thể giúp nhà họ Thần đánh mình chứ? Chắc chắn có mánh khóe gì trong đó. Lúc này Ám U lại nói, ngoài ra còn một nơi đặc biệt Sở Cung cũng đã đồng ý giúp. Diệp Quân nhíu mày, Sở Cung ư? Ám U gật đầu, giải thích thế lực này từng rất mạnh, có thể sánh với khu vực tiên linh nhưng sau đó vì nội loạn mà suy sụp, hiện giờ mặc dù thực lực không bằng trước nhưng vẫn không thể xem thường. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Như nghĩ đến gì đó,
Diệp Quân bỗng nhìn Ám U, những tin tức này đều do người của ông điều tra được à? Ám U lắc đầu, không phải, thực lực người của ta vẫn chưa đủ để có chỗ đứng ở nơi này. Nghe thế Diệp Quân hơi tò mò, vậy là ai? Ám U cười nói, là người của Đinh cô nương. Diệp Quân ngạc nhiên, gì Đinh? Ám U gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười nói, thì ra là thế. Ám U nói tiếp, thiếu chủ, việc cấp bách của chúng ta là tìm một nơi để trốn, sau đó chờ các chủ tới, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được để nhà họ Thần biết tung tích của cậu, tránh. Ông ta còn chưa dứt lời, chân trời phía xa bỗng sục sôi, sau đó từng luồng khí tức đáng sợ ập đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy thế sắc mặt Ám U trở nên u ám. Mộc Nguyên ở một bên cũng sa sầm mặt mày. Diệp Quân nhìn phía chân trời, nhíu mày, cường giả nhà họ Thần đến rồi. Cậu Diệp đừng sợ. Ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ một bên khác. Diệp Quân quay đầu nhìn, cách đó không xa có 12 luồng khí tức mạnh mẽ đang lao nhanh về phía hắn, mỗi một luồng khí tức đều vô cùng khủng khiếp, rung chuyển trời đất. Người dẫn đầu chính là Trấn Thiên. Thấy Trấn Thiên, Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Trấn Thiên lại tới. Chẳng mấy chốc, Trấn Thiên đã dẫn theo cường giả của Trấn tộc xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân vừa định lên tiếng, Trấn Thiên đã khẽ mỉm cười, Diệp Quân, khoan hãy nói đến chuyện khác. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải bắt tay với nhau để chống lại kẻ địch. Diệp Quân yên lặng, rồi khẽ gật đầu, được. Mộc Nguyên nhìn những cường giả Trấn tộc sau lưng Trấn Thiên, đám cường giả này ít nhất đều đã đạt tới 7 phần thần tính. Ông lão áo đỏ dẫn đầu cùng Trấn Thiên, lại có tới 8 phần thần tính. Đội hình này thật khủng khiếp. Có thể nói, Trấn tộc chắc chắn đã cử ra những tinh anh xuất sắc nhất. Không thể không nói, Diệp Quân vô cùng bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ rằng Trấn Thiên lại dẫn theo cường giả Trấn tộc tới để trợ giúp. Lần này, hắn không từ chối nữa, nếu còn từ chối thì đúng là không phải phép lắm. Hắn sẽ ghi nhớ phần ân tình này, để ngày sau báo đáp. Trấn Thiên nhìn lên bầu trời phía xa, sắc mặt nghiêm trọng, lần này, Thần Khởi sẽ đích thân dẫn dắt. Vừa dứt lời, thời không ở trước mặt bọn họ không xa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này chính là gia chủ nhà họ Thần Thần Khởi. Đằng sau Trần Khởi là Thần Võ và đám cường giả nhà họ Thần. Diệp Quân nhìn đám cường giả nhà họ Thần, lần này nhà họ Thần rõ ràng cũng cử ra các tinh anh xuất sắc nhất, cường giả thấp nhất cũng đạt tới 7 phần thần tính. Phải nói rằng, thực lực của nhà họ Thần vẫn khá kinh khủng, bởi vì bọn họ có tới 15 cường giả 7 phần thần tính, ngoài ra còn có 2 cường giả 8 phần thần tính. Đương nhiên, các cường giả cảnh giới thần đạo khác cũng không ít, nhưng ở một trận chiến cấp bậc như thế này, cường giả cảnh giới thần đạo tới đây cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi Thần Khởi xuất hiện, ông ta thản nhiên nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn về phía Trấn Thiên, đáng không? Nghe Thần Khởi nói vậy, Trấn Thiên cười đáp, vậy nhà họ Thần của ông có đáng không? Mặt Thần Khởi không chút cảm xúc, đương nhiên là đáng rồi, sau trận chiến này, trên đời này sẽ không còn Trấn tộc nữa. Trấn Thiên cười ha hả, Thần Khởi, ông cũng mạnh miệng đấy. Thần Khởi hờ hững nói, vậy sao? Trấn Thiên phất tay, đừng đấu võ mồm nữa, tới đi. Dứt lời, Trấn Thiên bước về phía trước một bước, trong cơ thể gã chợt tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp, đang định ra tay, đúng vào lúc này, bên kia đột nhiên xuất hiện mười mấy luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Trấn Thiên quay đầu nhìn, ở bên phải bầu trời có mười mấy người đang chậm rãi bước tới. Người dẫn đầu là Nguyên Thị của chúng thần điện. Ở sau lưng ông ta là một đám các vị thần của chúng thần điện. Nguyên Thị là cường giả đạt tới 7 phần thần tính, những cường giả ông ta dẫn tới phần lớn đều đạt tới 7 phần thần tính, tất nhiên 7 phần thần tính trở xuống càng nhiều hơn. Thực lực của chúng thần điện còn thua xa nhà họ Thần và Trấn tộc. Nếu bình thường thì Trấn tộc tất nhiên sẽ không sợ, nhưng giờ phút này, việc đám người Nguyên Thị cùng gia nhập chắc chắn sẽ là tai họa đối với bọn họ. Sau khi Nguyên Thị xuất hiện, ông ta nhìn về phía Diệp Quân đang dẫn đầu. Khẽ mỉm cười, người chính là người có truyền thừa của thầy ta sao? Diệp Quân nhìn về phía Nguyên Thị, chúng thần điện. Nguyên Thị gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân gật đầu, không nói gì nữa. Đã đến nước này, chiến đấu là được.
Nguyên thị cười nói, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là đồng môn, ngươi. Diệp Quân lắc đầu, đánh thì cứ đánh, đừng nói nhảm những chuyện này. Nụ cười của Nguyên thị dần đông cứng lại. Lúc này, dường như ông ta cảm nhận được điều gì đó, toàn thân lạnh toát, ngay sau đó, một đạo kiếm quang không thể thấy rõ đột nhiên giết đến trước mặt ông ta. Bỗng chốc, phùng thời không ở chỗ Nguyên thị vỡ tan tành. Giây phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Là ai đã ra tay? Diệp Quân nhìn chằm chằm khu vực thời không đã vỡ tan tành, chẳng mấy chốc, có một đạo kiếm quang tản ra từ trong vùng thời không vỡ nát, bên trong chính là Nguyên thị. Bấy giờ, cơ thể Nguyên thị nứt lìa, máu tươi không ngừng trào ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Nhát kiếm vừa rồi đương nhiên là do hắn chém ra, hắn đã vung kiếm ngay lúc Nguyên thị vừa mới xuất hiện. Đáng tiếc, vẫn không thể giết chết đối phương. Nhưng cũng tốt, nhát kiếm đó đã khiến đối phương bị thương nặng. Khoảnh khắc này, vẻ mặt Nguyên thị nghiêm trọng chưa từng có, bởi vì ông ta không phát hiện ra ai đã ra tay. Nguyên thị quay đầu nhìn về phía Thần Khởi ở bên cạnh, Thần Khởi cũng đang cau mày, bởi vì ông ta cũng không phát hiện ai đã ra tay. Chẳng lẽ có cường giả trong bóng tối? Thấy vẻ mặt Thần Khởi, sắc mặt Nguyên thị đột nhiên trở nên u ám, ngay cả Thần Khởi cũng không biết sao. Vậy thực lực của người trong bóng tối này phải mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Nguyên thị càng thêm khó coi. Bây giờ, sắc mặt của đám người Thần Khởi cũng hơi nghiêm trọng, bởi vì nhát kiếm vừa rồi quả thật rất kỳ quái, mặc dù uy lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại rất thần bí. Không bình thường lắm. Hai mắt Thần Khởi chậm rãi nhắm lại, thần thức của ông ta bao phủ xung quanh thời không, tuy nhiên, ông ta cũng không hề phát hiện ra luồng khí tức nào khác. Sao có thể? Thần Khởi cau mày. Bên phía chấn tộc, đám cường giả đều thấy phấn khích, họ biết người vừa ra tay chính là người đứng sau Diệp Quân. Nếu bảo chấn tộc một mình đối mặt với nhà họ Thần và đám người chúng thần điện, bọn họ vẫn cảm thấy hơi e ngại, nhưng giờ thì khác rồi. Lúc này, Thần Khởi đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, sắc mặt Diệp Quân bình tĩnh, không có gì bất thường. Thần Khởi nhìn chằm chằm Diệp Quân, trực giác nói cho ông ta biết, nhát kiếm vừa rồi có liên quan đến Diệp Quân, tuy nhiên, ông ta lại không có bằng chứng. Cũng đúng lúc này, lại xuất hiện sự khác thường, một thanh kiếm khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyên thị, không chỉ thế còn cùng lúc xuất hiện trước mặt đám người cường giả chúng thần điện. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến đám cường giả chúng thần điện cảm thấy kinh hãi. Cũng may nhờ có cảnh tượng trước đó, giờ bọn họ đã có sự phòng bị. Nhưng dù vậy, nhát kiếm bất thình lình lao ra vẫn khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Lúc này, Thần Khởi đột nhiên đánh một chưởng về phía Diệp Quân, luồng sức mạnh kinh khủng khóa chặt khu vực chỗ Diệp Quân, nhưng đồng thời, Chấn Thiên cũng đi thẳng về phía trước một bước, đánh một chưởng về phía Thần Khởi. Đương nhiên gã biết, Diệp Quân bây giờ không phải là đối thủ của Thần Khởi, nếu để Thần Khởi ra tay với Diệp Quân chắc chắn không thể chịu nổi. Sau khi Thần Khởi và Chấn Thiên cùng ra tay, cường giả hai bên lập tức xuất chiêu, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi biến thành một mảnh đen tối. Diệp Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm đám người Nguyên thị, những nhát kiếm mà hắn vừa xuất ra mặc dù không thể giết được cường giả chúng thần điện, nhưng lại khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp, hơn nữa, trong đó có hai cường giả thực lực yếu đã bị hắn đánh bay. Khi Diệp Quân đang chuẩn bị âm thầm ra tay, bỗng dưng, hắn cau mày, quay đầu nhìn. Cách đó không xa có một ông lão mặc áo choàng đen bên phía nhà họ Thần đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cường giả tám phần thần tính. Bị đối phương nhìn chăm chú, Diệp Quân đột nhiên cảm thấy như sắp nghẹt thở. Thật khủng khiếp. Lúc này, một ông lão mặc áo đỏ chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Quân. Khi ông ta đến, cảm giác áp bức trên người Diệp Quân lập tức giảm đi rất nhiều. Ông lão mặc áo choàng đen bên nhà họ Thần nhìn về phía ông lão áo đỏ bên cạnh Diệp Quân, Chấn Cư, lâu rồi không gặp. Ông lão áo đỏ tên Chấn Cư hờ hững nói, Thần Canh, ông vẫn chưa chết à? Mặt Thần Canh không cảm xúc, bao năm rồi chưa gặp, tới đây để ta thử xem thực lực của ông đã thụt lùi hay tiến bộ. Vừa dứt lời, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệp Quân lại nhìn về phía đám người Nguyên thị, nhưng đúng lúc này, Nguyên thị đột nhiên dẫn đầu ra tay, biến thành một đạo thần quang lao về phía Diệp Quân. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân bình tĩnh,
Ngay lúc Nguyên Thị lao tới trước mặt Diệp Quân, một đạo kiếm quang khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Sắc mặt Nguyên Thị biến đổi trong nháy mắt. Ầm, đạo thần quang vỡ vụn, Nguyên Thị bị đánh bay ra xa cả nghìn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, một đạo kiếm quang lại xuất hiện. Đạo kiếm quang này càng thêm thần bí khó lường, giống như đã mai phục ông ta ở đây từ trước, quan trọng nhất là xuất hiện mà không hề báo trước. Nguyên Thị thầm hoảng hốt, ông ta siết chặt hai nắm đấm, từ trong cơ thể phát ra một đạo thần quang, sau đó hóa thành một vòng bảo vệ che chắn cơ thể ông ta. Ầm, Nguyên Thị bị đánh bay ngay tại chỗ. Ông ta còn chưa kịp dừng lại, một thanh kiếm đã lao tới trước mặt ông ta. Bịch, Nguyên Thị tiếp tục bị đánh bay, lần này, thần quang bảo vệ trên người ông ta đã xuất hiện vô số vết nứt. Nguyên Thị vừa dừng lại, một đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, nhưng lần này lại cách ông ta tới mấy trượng. Nhát kiếm rơi vào khoảng không. Nguyên Thị hơi bối rối, gì vậy, muốn dọa ta à? Diệp Quân trầm mặc. Mẹ kiếp! Nhát kiếm này không tính kỹ, lại rơi vào khoảng không rồi. Thiếu sót lớn nhất của kiếm kỹ này là hắn phải tính toán kỹ càng, nếu như tính toán tốt thì có thể đánh đối phương đến mức không còn sức đánh trả, còn ngược lại thì nhát kiếm rơi vào khoảng không như vừa nãy. Nguyên Thị như nghĩ đến điều gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân xa, là ngươi. Giờ phút này, ông ta mới đột nhiên phát hiện, kiếm ý ẩn chứa trong nhát kiếm thần bí này giống hệt kiếm ý mà Diệp Quân phát ra. Ý thức được điểm này, sắc mặt Nguyên Thị đầy vẻ khó tin, ngươi. Sao có thể? Phải nói rằng, lúc này, ông ta cảm thấy khiếp sợ, bởi vì ông ta không ngờ nhát kiếm thần bí khó lường kia lại là của Diệp Quân. Diệp Quân có thực lực kinh khủng như vậy từ khi nào? Diệp Quân nhìn chằm chằm Nguyên Thị, không nói gì, hắn đột nhiên giơ kiếm lên. Tuy nhiên, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ kiếm khí gì. Thấy cảnh tượng này, Nguyên Thị cau mày, người định làm gì? Diệp Quân thu hồi kiếm lại, không nói gì. Nguyên Thị nhìn chằm chằm Diệp Quân, đang định lên tiếng, lúc này, trước mặt ông ta đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Sắc mặt Nguyên Thị lập tức biến đổi, kinh hãi nói, nhát kiếm này của ngươi có thể kéo dài. Không có phần thắng. Kéo dài. Phải nói rằng, lúc này Nguyên Thị hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ nhát kiếm này của Diệp Quân lại có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa ông ta không cảm nhận được gì cả. Rốt cuộc đây là kiếm kỹ gì? Trong lúc ông ta suy nghĩ, kiếm quang đó đã lao đến trước mặt. Nguyên Thị tức giận hét lên, một luồng thần quang đáng sợ toát ra từ trong người ông ta, thần quang này lập tức bao quanh người ông ta. Phòng vệ. Đối diện với kiếm kỹ thần bí của Diệp Quân, ông ta không dám đối đầu trực diện mà chọn phòng vệ. Nhát kiếm này lao đến, thần quang trên người Nguyên Thị chấn động, sau đó bị văng ra xa, ông ta vừa lùi về sau lại một thanh kiếm lao đến như lúc nãy. Một nhát kiếm rồi lại thêm một nhát kiếm. Không hề cho Nguyên Thị thời gian hít thở. Vèo vèo. Nguyên Thị liên tục lùi về sau, thần quang bảo vệ trên người ông ta cũng nhạt dần. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến mất. Lần này hắn không thi triển kiếm kỹ thần bí đó mà thi triển thời không tuế nguyệt. Nhưng nhát kiếm đó vẫn tồn tại, vì nhát kiếm mà hắn tung ra trước đó chỉ bị kéo dài thời gian đến sau đó mới xuất hiện. Tương lai và hiện tại kết hợp. Đây là điều hắn vừa nghĩ đến. Sau khi Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt Nguyên Thị, sắc mặt Nguyên Thị thay đổi, ông ta giơ tay lên tung ra một quyền, kim quang vạn trượng. Dầm! Nguyên Thị và Diệp Quân cùng lùi về sau. Lúc này một đạo kiếm quang bỗng xuất hiện bên phải Nguyên Thị, nhưng kiếm quang này không có sức đe dọa gì với ông ta vì cách ông ta rất xa. Thấy thế Nguyên Thị híp mắt lại. Lúc này ông ta đã đại khái nhận ra mánh khóe của Diệp Quân. Kiếm kỹ này của Diệp Quân hoàn toàn dựa vào sự phán đoán. Sở dĩ trước đó ông ta bị hắn áp chế là vì cách đánh của ông ta đã bị hắn đoán trước được, nếu ông ta làm ngược lại. Nghĩ đến đây, Nguyên Thị cảm thấy tự tin hơn hẳn. Kiếm kỹ của Diệp Quân đúng là rất mạnh, ẩn chứa sức mạnh thời không đáng sợ, nhưng chỉ cần không đối đầu trực diện với hắn thì kiếm kỹ này sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với ông ta. Sau khi dừng bước, Diệp Quân nhắm mắt lại. Nguyên Thị cười nhạo, ông ta nhìn Diệp Quân, ta đã biết cách đánh của ngươi rồi. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng mở mắt ra, tâm niệm hắn thay đổi,
xung quanh bỗng có hàng ngàn kiếm ý trào ra nhưng thoáng chốc cả ngàn kiếm ý đã biến mất. Nguyên Thị nhíu mày, ông ta thầm phòng bị. Diệp Quân nhìn chằm chằm Nguyên Thị, không nói gì. Nguyên Thị bỗng trợn to mắt, vì xung quanh ông ta xuất hiện hàng ngàn kiếm quang. Mẹ nó chứ! Nguyên Thị biến sắc. Lần này Diệp Quân không chơi trò đoán trước nữa, mà muốn đánh hội đồng. Bao vây tấn công. Ngược lại rất đơn giản với hắn, vì kiếm ý và sức mạnh thời không đều vô tận. Mặc dù tiêu hao hơi nhiều sức lực nhưng tổ mạch trong người hắn nhiều, thế nên chút tiêu hao đó chẳng là gì với hắn cả. Hàng ngàn kiếm quang đột nhiên xuất hiện khiến Nguyên Thị sửng sốt, ông ta vội vàng làm ra một động tác giả bằng hai tay, vô số thần quang lao ra từ trong người ông ta. Thoáng chốc khu vực chỗ ông ta đứng được vô số thần quang và kiếm quang bao phủ, hai sức mạnh điên cuồng tàn sát. Lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đáng sợ xoẹt qua lao thẳng vào trong khu vực đó. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang vọng khắp trời đất, sau đó từng luồng sóng xung kích năng lượng đáng sợ không ngừng lan tràn ra bốn phía, cả trời đất hỗn loạn. Đại chiến! Lúc này Diệp Quân bắt đầu điên cuồng đại chiến với Nguyên Thị. Đây là lần đầu tiên hắn đánh với cường giả bảy phần thần tính, hơn nữa còn trong lúc chưa kích hoạt sức mạnh huyết mạch và chưa được Ngao Thiên Thiên trợ giúp. Chỉ dựa vào kiếm kỹ thần bí đó. Lúc này Nguyên Thị đã bị Diệp Quân áp chế hoàn toàn, vì ông ta không có cách nào đối phó với kiếm kỹ thần bí của Diệp Quân. Lúc đầu ông ta còn nghĩ đến việc làm ngược lại. Đó là phán đoán ngược lại nhưng ông ta không ngờ Diệp Quân lại bao vây tấn công. Khiến ông ta ngây cả người. Diệp Quân càng đánh càng phấn khích, phải nói rằng, hắn không ngừng mài giũa kiếm kỹ của mình. Trước đó hắn đã tu luyện thành thục kiếm kỹ này trong tiểu tháp nhưng hắn lại bỏ qua một điều, đó là thực chiến. Tập luyện bình thường và thực chiến hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn đang không ngừng mài giũa kiếm kỹ của mình. Hắn đang nghiên cứu cách đánh của Nguyên Thị và quy luật kéo dài thời gian của kiếm kỹ. Không thể không nói, cách đánh này cực kỳ tốn chất xám, nhưng hắn lại rất hưởng thụ quá trình này, đây mới là ý nghĩa và niềm vui của chiến đấu. Chứ không phải đối đầu về sức mạnh. Trong một góc tối có hai người đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Chính là Sở phu nhân đến từ Sở cung, bên cạnh bà ta vẫn là thanh niên áo trắng. Thật ra họ đã đến đây từ trước đó nhưng họ không ra tay ngay mà trốn trong bóng tối âm thầm quan sát. Sở phu nhân nhìn Diệp Quân ở đằng xa, còn đánh với người này thì có cơ hội thắng là bao nhiêu? Thanh niên áo trắng im lặng một hồi rồi nói, không có phần thắng. Không có phần thắng. Sở phu nhân cau mày, bà ta quay đầu nhìn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, bà à, kiếm kỹ của người này rất kỳ lạ, con đã quan sát rất kỹ nhưng dù vậy. Con vẫn không thể cảm nhận được thời gian và quỹ đạo xuất hiện của nó. Ánh mắt gã lóe lên vẻ phức tạp, rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp. Sở phu nhân quay đầu lại nhìn Diệp Quân ở phía xa, bình tĩnh nói kiếm kỹ của hắn quả thực khá thú vị nhưng Nguyên Thị này vẫn quá yếu. Bảy phần thần tính như vậy còn chẳng bằng năm phần thần tính trong Sở cung năm đó nữa, cách biệt quá lớn. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, không nói gì. Sở phu nhân nhìn Diệp Quân. Người này quả thật yêu nghiệt, nếu cho thêm thời gian, có lẽ sẽ trở thành thần nhất thứ hai. Thanh niên áo trắng bỗng cảm thấy khá tò mò, bà ơi, thời kỳ đỉnh cao của thần nhất nếu ở Sở cung và khu vực tiên linh thì ở cấp bậc nào? Sở phu nhân im lặng một hồi rồi nói, sự tồn tại vô địch. Vẻ mặt thanh niên áo trắng hơi nghiêm trọng, sự tồn tại vô địch ư? Sở phu nhân gật đầu, chính là sự tồn tại vô địch. Nếu không con nghĩ ông ta có thể kết hợp với thánh nữ của khu vực tiên linh. Phải biết rằng, người ở nơi đó vô cùng kiêu ngạo. Đừng thấy nhà họ thần, chấn tộc và khu vực cổ hoang là thế lực gia tộc siêu cấp mà lầm, trong mắt họ đều là đám hề, lúc đầu khi thần nhất lần đầu đến khu vực tiên linh đã không được chào đón. Thanh niên áo trắng hơi tò mò, sau đó thì sao? Sở phu nhân cười mỉa, sau đó cả giới trẻ khu vực tiên linh đều bị đánh gục. Không một ai là đối thủ của người ta. Thanh niên áo trắng lặng thinh. Sở phu nhân khẽ nói, năm đó Sở cung chúng ta cũng kiêu ngạo như họ, chẳng xem ai ra gì, bà ta vừa nói vừa lắc đầu, sau khi một thế lực đạt tới một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ bành trướng, sự bành trướng đó sẽ phá hủy nó. Thanh niên áo trắng gật đầu, sau đó nói, tại sao thần nhất muốn binh giải? Sở phu nhân cười mỉa, một chữ tình.
Thanh niên áo trắng hơi khó hiểu. Sở phu nhân nhắm mắt lại, tiếc là tình cảm của ông ta trao cho một người phụ nữ lựa chọn đại đạo, đứng trước đại đạo tình cảm nam nữ còn là gì đâu. Thanh niên áo trắng lặng thinh. Quả thật là thế. Cường giả thật sự rất ít để tâm đến tình cảm, phải biết rằng, những thế lực và gia tộc như họ có người phụ nữ nào mà không có được. Người có được nhiều thứ thì sẽ nghĩ phụ nữ cũng thế, đều có giá trị, tình cảm gì đó đều là nực cười. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như thần nhất, nhưng người như vậy cực kỳ ít. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sở phu nhân khịt mũi khinh thường, vì bà ta nghĩ binh giải vì một người phụ nữ là hành động vô cùng ngu ngốc, mặc dù bà ta cũng là phụ nữ. Có thành tựu đại đạo vô thượng, chỉ có như thế mới là sự tồn tại vĩnh cửu. Mà trên con đường này, mọi thứ đều là mây bay. Chẳng còn cách nào khác, trải qua quá nhiều thì đều có thể xem thường mọi thứ. Thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu, người như vậy không phải là người ta có thể đánh giá. Sở phu nhân nhìn thanh niên áo trắng bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, điều bà ta sợ nhất là thanh niên trước mặt này kiêu ngạo tự phụ, không xem ai ra gì. Phải biết rằng, năm đó sở cung ở thời kỳ đỉnh cao, đệ tử trong tộc ai cũng đều tỏ ra kiêu ngạo. Ngược lại khu vực tiên linh thời kỳ đó lại khác hoàn toàn. Khu vực tiên linh thời kỳ đó được tiên linh Nam Vương dẫn dắt luôn tỏ ra rất khiêm tốn và ngấm ngầm chịu đựng. Thực lực không bằng người ta. Nghĩ đến đây sở phu nhân thầm thở dài. Cung chủ sở cung thời kỳ đó bị đối phương đè bẹp về mặt trí tuệ. Ngay lúc này thanh niên áo trắng bỗng nói, họ sắp kết thúc rồi. Sở phu nhân thu hồi suy nghĩ, bà ta ngẩng đầu lên nhìn phía xa, nguyên thị đã liên tiếp bị đánh bại, khắp nơi trên người đều có vết thương. Không còn sức đánh trả. Lúc này Diệp Quân càng đánh càng mạnh, cách hắn sử dụng kiếm kỹ thần bí cũng ngày càng khó đoán, nguyên thị đã không thể chống đỡ được nữa. Thanh niên áo trắng nói, bà ơi, chúng ta cần ra tay không? Sở phu nhân lắc đầu, không cần. Thanh niên áo trắng khó hiểu, tại sao? Sở phu nhân nhìn Diệp Quân, thanh niên này không đơn giản, sau lưng hắn chắc chắn có cường giả siêu cấp, có thể là cường giả đã đạt tới 9 phần thần tính. Thanh niên áo trắng nói, dựa vào đâu mà biết được. Sở phu nhân nhìn Diệp Quân, trong kiếm kỹ của hắn có một loại sức mạnh thời không cực kỳ thần bí, ta chưa từng thấy sức mạnh thời không này. Giọng bà ta hơi nghiêm trọng. Phải biết rằng, năm đó lúc bà ta ở sở cung, có cái gì mà bà ta chưa từng thấy chứ? Thế nhưng bà ta lại chưa từng thấy sức mạnh thời không đặc biệt này, không chỉ thế, sức mạnh thời không thần bí này khiến bà ta có cảm giác nguy hiểm. Phải biết rằng, bà ta là cường giả 8 phần thần tính đấy. Hơn nữa 8 phần thần tính này của bà ta tuyệt đối không phải là cấp bậc mà Trấn Thiên và Thần Khởi có thể so sánh. Cường giả 8 phần thần tính như Trấn Thiên và Thần Khởi chắc chắn chưa từng trải qua tôi luyện thần tính, quá mức kém cỏi, không thể nào so được với bà ta. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, nói còn có thế lực nào mạnh hơn khu vực tiên linh và sở cung ta sao? Sở phu nhân im lặng một lát. Nói, không có cũng sẽ có, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể luôn luôn cảnh giác. Tất nhiên sở phu nhân có cảnh giác, phải biết rằng, sự xuất thế của thần nhất vào năm đó đã gây chấn động khu vực tiên linh và sở cung, vì họ không ngờ ở bên ngoài lại có thể xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy. Mà đã có thần nhất thứ nhất, ai có thể đảm bảo được sẽ không có thần nhất thứ hai. Mặc dù xác suất này rất nhỏ, nhưng không ai dám chắc chắn. Lúc này tài năng và thực lực mà Diệp Quân thể hiện lại quá bất thường. Có vẻ thanh niên này có chỗ dựa cực kỳ mạnh. Bùm! Đúng lúc này, một vùng kiếm quang nổ tung, nguyên thị bị đánh văng ra xa, lần này trong lúc bay ra, cả người ông ta đều nổ tung, khi ông ta dừng lại, một thanh ý kiếm đâm thẳng vào giữa trán ông ta. Nguyên thị trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin, muốn nói gì đó nhưng thanh ý kiếm giữa trán ông ta lại chuyển động, sau đó ông ta tan biến. Diệp Quân không muốn phí lời với đối phương, nhiều lúc vì những lúc phí lời đó mà xảy ra chuyện bất ngờ. Lúc này vẫn nên giết luôn thì hơn. Sau khi Diệp Quân giết được Nguyên Thị, sắc mặt các cường giả chúng thần điện đi theo ông ta đều trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên Thị bị giết rồi sao? Sao có thể chứ? Phải biết rằng Nguyên Thị là cường giả cảnh giới 7 phần thần tính, mà Diệp Quân chẳng qua chỉ mới là cường giả cảnh giới đế quân, sao có thể thua được?
Diệp Quân cứ xem như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn nhắm hai mắt lại, qua trận đánh vừa rồi, lúc này hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì hắn ngày càng sử dụng thành thạo kiếm kỹ thần bí đó. Kiếm kỹ thật sự phải dựa vào thực chiến để rèn luyện. Diệp Quân bỗng chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn các cường giả chúng thần điện ở phía xa, vì số người đông, trước đó khi hắn đang trấn áp Nguyên Thị, cường giả trấn tộc cũng bị các cường giả nhà họ thần và chúng thần điện trấn áp. Lúc này khi nhìn thấy Nguyên Thị bị chém chết, các cường giả chúng thần điện đã có ý muốn rút lui. Vì trước khi đến, họ đều được Nguyên Thị căn dặn, nói rằng đến đây chỉ để xem kịch hao, sau đó chiếm chút lợi ích, thế nhưng họ không ngờ Diệp Quân lại mạnh đến thế. Sở phu nhân nấp trong bóng tối thấy Diệp Quân chém chết Nguyên Thị, vẻ mặt bà ta cũng trở nên nghiêm trọng, yêu nghiệt. Mặc dù Nguyên Thị rất kém cỏi nhưng ông ta cũng là cường giả cảnh giới thần đạo đã đạt tới 7 phần thần tính mà. Diệp Quân chẳng qua chỉ là cường giả cảnh giới đế quân. Điều này càng nói càng thái quá, bất thường. Ở một diễn biến khác, còn có một đám người khác đang quan sát cảnh tượng trước mặt, chính là Bắc Tề Vương của khu vực cổ hoang, bên cạnh lão ta là Bắc Phong. Lúc này sắc mặt Bắc Tề Vương cực kỳ khó coi, lão ta không ngờ Diệp Quân lại có thể giết được Nguyên Thị. Sắc mặt Bắc Phong ở bên cạnh lão ta cũng hết sức nghiêm trọng. Ông ta cũng không ngờ thực lực của Diệp Quân lại mạnh lên nhanh như thế, mới được bao lâu đâu chứ. Thành thật mà nói, bây giờ ông ta cảm thấy tiếp tục đối đầu với Diệp Quân như vậy quả thật không thông minh lắm. Tên này yêu nghiệt đến mức bất thường. Người đứng đằng sau chắc chắn cũng không hề tầm thường. Nghĩ đến đây Bắc Phong xoay đầu nhìn Bắc Tề Vương bên cạnh, Bắc Tề Vương trầm giọng nói, người này phải chết. Bắc Phong hơi sửng sốt, sau đó nói, tại sao? Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quân ở đằng xa, quá yêu nghiệt, nếu để mặc hắn trưởng thành thì sẽ gây ra sự đe dọa cho khu vực cổ hoang chúng ta. Bắc Phong do dự một chốc rồi nói, ý của yêu nguyệt đại nhân à? Mặt Bắc Tề Vương không chút biểu cảm, ý của yêu nguyệt đại nhân là ngư ông đắc lợi nhưng lúc cần thiết có thể đích thân ra tay giết người này. Bắc Phong lặng thinh, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân ở đằng xa, lúc này ông ta chỉ hy vọng suy đoán của mình là sai. Người ở đằng sau Diệp Quân cũng không mạnh như vậy, nếu không khu vực cổ hoang có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc này có ba cường giả thần bí xuất hiện phía sau Bắc Tề Vương. Ngoài ra còn có ba thần tướng. Một yêu vương, ba thần tướng, đây là trận thế sức chiến đấu đỉnh cấp nhất bên Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương nói, đợi lệnh của ta. Lão ta định ra mặt nhưng không phải bây giờ, còn phải để nhà họ thần tiêu hao một chút sức lực mới được. Ở đằng xa, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người này chính là thần võ của nhà họ thần. Thần võ nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, ông ta không ngờ Nguyên Thị sẽ chết trong tay Diệp Quân. Thực lực của Nguyên Thị này quá mức kém cỏi. Thần võ nhìn Diệp Quân, để ta xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Nói xong, ông ta bỗng tiến đến trước một bức tượng thần cả ngàn trượng xuất hiện phía sau ông ta. Vừa ra tay đã tung ra sát chiêu. Dĩ nhiên ông ta không dám có bất kỳ sơ suất và khinh thường nào với Diệp Quân. Diệp Quân nhìn tượng thần ở phía sau thần võ, khí tức bức tượng khá mạnh, là tượng thần mạnh nhất mà hắn thấy. Mặc dù thần võ này và Nguyên Thị đều là cường giả đã đạt tới 7 phần thần tính nhưng rõ ràng thực lực của thần võ hơn hẳn Nguyên Thị. Diệp Quân lại cảm thấy phấn khích hơn. Trận đánh vừa rồi. Đánh đến gần cuối hắn cũng cảm thấy chẳng thú vị gì, vì Nguyên Thị đó càng đánh càng sợ hãi, không có ý chí chiến đấu. Diệp Quân nhắm chặt hai mắt lại, thoáng chốc vô số kiếm ý vô địch lao ra từ trong người hắn, sau đó biến thành từng luồng kiếm quang, tan biến không thấy đâu. Thấy thế trong mắt thần võ hiện lên vẻ hung ác, ông ta tiến lên một bước, bức tượng phía sau đột nhiên khom người đánh một quyền về phía Diệp Quân. Cả thời không đều sôi trào cùng cú đấm này. Một nguồn sức mạnh đáng sợ lao đến nghiền ép Diệp Quân như thủy triều. Ngay lúc này vô số thanh kiếm bỗng lao đến trước mặt tượng thần đó. Hai người đối đầu trực diện với nhau. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích của luồng sức mạnh đáng sợ bỗng nổ tung trước mặt hai người. Diệp Quân bỗng chốc bị sức mạnh đáng sợ đánh văng ra xa cả ngàn trượng, thần võ cũng liên tục lùi về sau, cùng lúc đó tượng thần phía sau ông ta cũng trở nên mơ hồ. Sau khi thần võ dừng lại, ông ta lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở đằng xa,
trong mắt lóe lên vẻ hung ác, ông ta chỉ vào giữa trán của mình, ngay tức khắc một luồng tinh huyết bắn ra từ giữa trán, sau đó đi vào trong tượng thần đó. Ngay lập tức, bức tượng thần toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơn, sau đó tượng thần bỗng gầm lên một tiếng rồi đánh một quyền vào người Diệp Quân. Cả vùng trời này đều bắt đầu bị hủy diệt. Các cường giả xung quanh đều bị chấn động lùi về sau, cách xa khỏi chiến trường này. Nhìn thấy một quyền đáng sợ, lần này Diệp Quân cũng không dám lơ là nữa, hắn khởi động hai loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể mình, sau khi hai sức mạnh huyết mạch xuất hiện, khí tức của Diệp Quân cũng tăng lên rất nhanh. Nhìn thấy sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, Sở phu nhân nấp trong tối híp mắt, sức mạnh của hai loại huyết mạch. Thanh niên áo trắng hỏi, bà đã từng thấy sức mạnh huyết mạch này rồi à? Sở phu nhân lắc đầu, ta từng thấy rất nhiều huyết mạch đặc biệt, huyết mạch của nhà họ Sở ta cũng rất đặc biệt, nhưng... Bà ta nhìn Diệp Quân ở đằng xa, đều không mạnh bằng của thanh niên trước mặt này. Ánh mắt bà ta lóe lên vẻ kinh ngạc, vì sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân vượt xa những gì bà ta đoán. Có được sức mạnh huyết mạch đáng sợ như vậy tức là tổ tiên của đối phương chắc chắn hơn người. Là ai cơ chứ? Tại sao mình chưa từng nghe nói đến? Sở phu nhân nhíu chặt mày, hơn nữa tên này có sức mạnh của hai loại huyết mạch, điều này hơi hoang đường. Sau khi kích hoạt sức mạnh của hai loại huyết mạch, Diệp Quân lao đến trước tung ra một nhát kiếm. Thời không tuế nguyệt, hắn dùng hết sức tung ra một nhát kiếm. Đối mặt với thần võ cực mạnh, hắn cũng không dám sơ suất nên lúc này cũng dồn hết sức vào chiêu này. Cả một vùng kiếm quang lập tức nổ tung nhấn chìm cả tinh vực, trong biển kiếm đó, hàng ngàn thanh ý kiếm xuất hiện trước tượng thần của thần võ. Thấy thế đồng tử thần võ co lại. Rầm. Chỉ trong thoáng chốc, tượng thần vỡ thành từng mảnh, sóng xung kích sau đó lan tràn đến hơn trăm vạn trượng. Thần võ lùi về sau khá xa, khi dừng lại, cơ thể ông ta đã vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Ngay lúc này, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Đồng tử thần võ co lại, mặt xám như cho tàn, ông ta biết mình không đỡ được nhát kiếm này. Nhưng đúng lúc này, sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó thanh kiếm đó bị chặn lại. Rầm. Thời không trước mặt thần võ bỗng nứt toác, một ông lão chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông lão này, Diệp Quân nhíu mày. Lúc này, giọng trấn thiên bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, anh bạn cẩn thận. Người này là thần vũ tộc trưởng đời trước của nhà họ thần, có tin đồn năm đó đã chết, không ngờ lão ta vẫn còn sống, người nhất định phải cẩn thận, năm đó người này đã là cường giả đạt tới 8 phần thần tính rồi. 8 phần thần tính. Diệp Quân nhìn thần vũ trước mặt, nhíu chặt mày, vì hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Rất mạnh. Không phải là người mà cường giả 7 phần thần tính có thể so bì được. Thần vũ lạnh lùng liếc xéo Diệp Quân. Sau đó xoay đầu nhìn thần võ bên cạnh, về dưỡng thương đi. Thần võ cung kính cúi chào, sau đó ông ta nhìn Diệp Quân, xoay người biến mất khỏi đó. Thần vũ chậm rãi xoay người lại nhìn Diệp Quân, lão ta nhìn Diệp Quân, ngươi là người yêu nghiệt nhất từ sau thần nhất ở thời đại cũ. Người yêu nghiệt nhất kể từ sau thần nhất. Mọi người ở đó đều lặng thinh. Không thể không nói, Diệp Quân trước mặt quả nhiên là người yêu nghiệt nhất kể từ sau thần nhất. Còn trẻ đã đạt tới cảnh giới như thế, lại có thể đánh bại một cường giả 7 phần thần tính, nếu bước vào cảnh giới thần đạo thì ai có thể là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Vì thật sự quá khủng khiếp. Diệp Quân khẽ cười, ông muốn đánh với ta à? Thần Vũ gật đầu, mặc dù không công bằng lắm nhưng đã lúc này rồi, dĩ nhiên cũng không lo nghĩ nhiều như thế. Nói xong, lão gia định ra tay. Diệp Quân lại nói, khoan đã. Hả? Thần Vũ nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân nói, ta quyết định gọi người. Thần Vũ khẽ gật đầu, nên thế, thật ra bọn ta cũng rất mong gặp được người đứng đằng sau ngươi. Diệp Quân nhắm mắt lại, đang định gọi người thì ngay lúc này thời không trước mặt hắn bỗng nứt lìa, một người chậm rãi bước ra. Diệp Quân, người đến không ai khác chính là Nhị Nha. Nhị Nha thờ ơ nhìn Diệp Quân. Có bà cô Nhị Nha của ngươi ở đây, ngươi cần gọi người khác sao? Diệp Quân mỉm cười nói, người ta muốn gọi là ngươi. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, thật sao? Diệp Quân nghiêm nghị nói, tất nhiên, có Nhị Nha ở đây, ai có thể làm ta bị thương?
Ai chứ? Nói rồi hắn còn liếc mắt nhìn xung quanh, cực kỳ bá đạo. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, đừng nịnh nọt, ta không dễ tin người như thế, nhưng ngươi nói cũng không sai. Diệp Quân. Nhị Nha quay lại quan sát Thần Vũ, lúc này Thần Vũ cũng đang nhìn Nhị Nha chằm chằm, vẻ mặt lão ta hơi nghiêm trọng, vì cô bé trước mặt lại khiến lão ta cảm nhận khí tức nguy hiểm. Nhị Nha nhìn Thần Vũ, nào, để ta đánh chết ngươi. Nói rồi cô bé bỗng biến thành một kiếm quang rồi biến mất. Thần Vũ ở đằng xa bỗng tung ra một quyền. Đối đầu trực diện. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Thần Vũ bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng. Thấy thế, sắc mặt các cường giả nhà họ Thần lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Thần Vũ cũng trở nên nghiêm túc, lão ta nhìn Nhị Nha, sức mạnh quá mạnh. Nhị Nha lạnh nhạt nói, vậy à? Thần Vũ hơi ngờ vực, tại sao ta chưa từng nghe nói đến ngươi? Theo lý thì ác thú mạnh như thế hẳn đã vang danh khắp nơi, thế nhưng lão ta chưa từng nghe đến cô bé trước mặt này. Cô bé không nói gì, đột nhiên tiến đến trước, một tàn ảnh bay ra. Đồng tử Thần Vũ co lại, ngay sau đó. Thời không bỗng sụp xuống, thoáng chốc Thần Vũ lại bị văng ra xa. Thấy thế Diệp Quân cũng hoảng hồn, sao thực lực của Nhị Nha cứ như một câu đố không lời giải vậy. Gặp người mạnh thì thực lực càng mạnh. Sắc mặt của những cường giả nhà họ Thần ở đó trở nên cực kỳ khó coi, họ biết có một ác thú luôn đi theo bên cạnh Diệp Quân. Ban đầu họ đoán thực lực của ác thú này tương đương với cường giả 7 phần thần tính, nhưng lúc này... đánh giá quá thấp rồi. Sở phu nhân nhìn Nhị Nha, sắc mặt cũng trở nên khó coi, yêu thú này mạnh quá. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, sức mạnh này, đúng là quá đáng sợ. Sở phu nhân nhìn Diệp Quân ở đằng xa, người này không đơn giản, lần này nhà họ Thần đá phải tấm sắt rồi. Thần Vũ lại bị Nhị Nha đánh một quyền văng ra xa, vẻ mặt lão ta cực kỳ nghiêm trọng, vì một quyền vừa rồi đã khiến cơ thể lão ta bị tổn thương nặng. Lão ta vẫn đánh giá quá thấp sức mạnh của ác thú này. Lúc này Thần Vũ không dám khinh thường và sơ suất nữa. Lão ta siết chặt tay phải, bỗng nhiên có một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt lão ta, bên trong vòng xoáy màu đen có ngôi sao, vũ trụ và tinh hà vô tận, cùng lúc đó một khí tức đáng sợ vây chặt lấy Nhị Nha. Mặt Nhị Nha không chút cảm xúc, vẫn bình tĩnh liếm kẹo hồ lô. Ngay lúc này, khu vực thời không mà Nhị Nha và Thần Vũ đang đứng đột nhiên bị vòng xoáy đen đó bao phủ, ngay lập tức Nhị Nha bị đưa vào trong một vũ trụ tinh hà vô danh. Một bức tượng thần cả vạn trượng bỗng xuất hiện trước mặt Nhị Nha. Tượng thần 8 phần thần tính. Sở phu nhân đứng bên ngoài nheo mắt, tượng thần vực. Thanh niên áo trắng quay sang nhìn về phía sở phu nhân. Sở phu nhân trầm giọng nói, chỉ có cường giả 8 phần thần tính mới tu luyện thành tượng thần vực. Uy lực của tượng thần đạt đến mức biến chất, Thần Vũ này cũng khá thận trọng, không dám thăm dò ác thú này nữa mà tung ra chiêu lớn luôn. Thanh niên áo trắng bỗng nói, bà ơi! Đằng sau thanh niên này có cường giả 9 phần thần tính không? Sở phu nhân lặng thinh. 9 phần thần tính. Nếu đằng sau thanh niên này có cường giả 9 phần thần tính, tức là nhà họ Thần thua chắc rồi, không chỉ nhà họ Thần mà dù là khu vực tiên linh cũng phải cẩn thận đối đãi. Một cường giả 9 phần thần tính, dù là sở cung ở thời kỳ đỉnh cao và khu vực tiên linh cũng đều không dám khinh thường. Vì quả thật rất khủng khiếp. Sở phu nhân nhìn Diệp Quân chằm chằm. Ánh mắt còn hiện lên vẻ ngờ vực, đằng sau thanh niên này có cường giả 9 phần thần tính thật sao? Bà ta cũng không dám chắc. Trong tinh vực không biết tên, Nhị Nha lạnh nhạt nhìn bức tượng thần vạn trượng trước mặt, cô bé đứng trước tượng thần đó hệt như tôm tép nhỏ bé. Ngay lúc này tay phải bức tượng thần bỗng siết thành nắm đấm, sau đó cách không trung đánh về phía Nhị Nha. Đòn tấn công này quả thật kinh thiên động địa, ngay cả thần cũng cảm động rơi nước mắt. Tinh hà vô tận bỗng sục sôi, từng sức mạnh hủy diệt trời đất không ngừng lao đến Nhị Nha. Mọi thứ bắt đầu bị hủy diệt. Nếu không phải Thần Vũ đổi chiến trường đến đây, mà ở bên ngoài thì đòn tấn công này đủ để phá hủy rất nhiều vũ trụ tinh hà. Sức sát thương của cường giả 8 phần thần tính quá mạnh, tinh hà vũ trụ đều không thể chịu được. Nhìn thấy đòn tấn công này, sắc mặt Diệp Quân cũng dần trở nên nghiêm trọng, Nhị Nha có thể chịu được uy lực của cú đấm này không? Diệp Quân nhìn Nhị Nha nhàn nhã liếm kẹo hồ lô, dường như không cảm nhận được uy lực khủng khiếp của đòn tấn công đó. Thấy thế,
Diệp Quân không khỏi lắc đầu khẽ cười. Trong ấn tượng của hắn, hình như Nhị Nha chưa từng sợ điều gì. Ngay lúc này Nhị Nha bỗng nhảy lên, sau đó lao đến chỗ đòn tấn công đó. Đối đầu trực diện. Sau khi Nhị Nha lao đến. Đáng tin cậy. Tinh hà vô tận đó bỗng nứt toác, trở thành một màu đen. Diệp Quân cảm thấy hơi lo lắng, hắn nhìn chằm chằm vũ trụ tinh hà tối tăm đó, lúc này một tượng thần chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Lẽ nào là thần vũ thắng rồi? Ngay lúc này tượng thần đó bỗng vỡ tan. Thấy thế sắc mặt các cường giả nhà họ thần trở nên trắng bệch. Diệp Quân lại thở phào. Thắng rồi. Nhị Nha thắng rồi. Nhị Nha chậm rãi bước ra khỏi thời không tối tăm đó, phía sau cô bé là xác thịt đã tan nát của thần vũ. Linh hồn cũng biến mất với tốc độ có thể thấy. Thần Vũ hơi ngỡ ngàng nhìn Nhị Nha, cơ thể của ngươi. Lúc này lão ta ngây ngẩn cả người. Vì vừa rồi cô bé trước mặt này đã dùng cả cơ thể để đâm nát tượng thần của lão ta. Quả thật đáng sợ. Nhị Nha phớt lờ thần Vũ, cô bé bước ra khỏi tinh vực thời không không xác định đó, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quân, cô bé xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay cô bé. Diệp Quân sửng sốt. Nhị Nha nói, cho ngươi. Diệp Quân chớp mắt, cái này. Nhị Nha để vào trong tay Diệp Quân, sau đó cô bé xoay người nhìn đám cường giả nhà họ thần đó, còn ai nữa? Còn ai nữa? Vừa nghe cô bé nói thế, sắc mặt đám cường giả nhà họ thần đó đều trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả tộc trưởng đời trước cũng đã bị chém chết, bây giờ nhà họ thần còn ai là đối thủ của cô bé này nữa chứ? Mọi người đều lặng im như tờ. Lúc này giọng của thần khởi bỗng vang lên, Sở phu nhân còn không ra tay à? Sở phu nhân ở trong tối nhíu mày, có phải đầu óc tên này có vấn đề không? Tình hình đã vậy rồi mà còn bảo ta ra tay, chẳng phải bảo ta đâm đầu vào chỗ chết à? Đã nhiều năm như thế rồi, mặc dù Sở cung không mạnh bằng trước kia nhưng cũng có chút nền tảng, có điều, lúc này bà ta không dám bước lên, để lại chút căn cơ cuối cùng của mình ở đây. Cô bé này giết cường giả tám phần tượng thần rõ ràng là chưa đánh hết sức. Sở phu nhân. Nghe thần khởi nói thế, Diệp Quân nhìn sang bên phải, dĩ nhiên hắn biết Sở phu nhân đang nấp trong tối, dù sao cũng có Nhị Nha ở bên cạnh. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Sở phu nhân biết hành tung của mình đã bị lộ. Sở phu nhân chậm rãi bước ra, bà ta nghĩ vẫn nên giải thích một chút. Sở phu nhân nói, Diệp công tử. Hai bọn ta đến đây không hề có ác ý, chỉ là đến xem thôi. Sở phu nhân. Tiếng quát tức giận của thần khởi vang lên từ trong không trung, bà nuốt lời. Sở phu nhân bình tĩnh nói, thần khởi, ta không hiểu ông đang nói gì cả. Nghe thế thần khởi điên tiết. Ông ta không ngờ Sở cung lại không đáng tin như vậy, trở mặt ngay lúc quan trọng. Khuôn mặt Sở phu nhân không chút cảm xúc, lúc này thì dĩ nhiên bà ta vẫn lựa chọn giả ngốc. Bắc Tề Vương ở trong tối dẫn theo bốn yêu tướng cũng nhìn chằm chằm bên này. Khi nhìn thấy thần Vũ bị giết chết, sắc mặt Bắc Tề Vương bỗng trở nên cực kỳ khó coi, Bắc Phong ở bên cạnh lão ta cũng biết khu vực cổ hoang không thể tiếp tục tấn công. Vì thực lực của ác thú này quá mạnh, mạnh hơn những gì họ nghĩ. Bắc Phong quay sang nhìn Bắc Tề Vương bên cạnh, sắc mặt Bắc Tề Vương xa sầm. Thấy thế, sắc mặt Bắc Phong cũng trở nên u ám, yêu vương. Trận chiến này không hợp. Bắc Tề Vương bỗng giơ tay phải ra ngăn cản Bắc Phong, lão ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn thần khởi trên bầu trời, truyền âm bằng huyền khí, chỉ cần nhà họ thần có thể ngăn cản được ác thú này thì khu vực cổ hoang ta sẽ giết chết tên Diệp Quân đó. Làm những chuyện này vẫn không nên lấy danh nghĩa cá nhân, phải dùng đến danh nghĩa của thế lực mới được. Nghe Bắc Tề Vương nói thế, sắc mặt thần khởi đang đánh nhau với Chấn Thiên trên không trung lập tức xa sầm. Ngăn cản ác thú đó. Phải nói là cực kỳ khó. Nhưng lúc này ông ta biết rất rõ nếu nhà họ thần không ngăn được ác thú kia, khu vực cổ hoang này chắc chắn sẽ không ra tay, mà nếu khu vực cổ hoang này không ra tay, vậy thì hôm nay nhà họ thần. Lẽ nào phải lấy hết tất cả át chủ này ra ở đây sao? Nói thật, ông ta không muốn làm thế lắm, phải biết có vài con át chủ bài chỉ có khi nhà họ thần lâm vào lúc sinh tử tồn vong mới có thể lấy ra dùng. Bây giờ mà dùng thì tức là sử dụng hết sạch. Thấy thần khởi hơi do dự, Bắc Tề Vương nhíu mày, đã đến lúc này rồi mà ông còn giấu giếm cái gì? Trận chiến hôm nay,
nếu nhà họ Thần các ông không thắng thì ông có biết hậu quả là gì không? Nghe thế Thần Khởi bừng tỉnh. Quả thật là thế. Hôm nay nếu không đánh thắng trận chiến này thì nhà họ Thần còn tồn tại trên thế gian này không? Nghĩ đến đây, Thần Khởi không còn do dự nữa, đang định tung con át chủ bài của nhà họ Thần ra, đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên trong đầu ông ta, gia chủ Thần Khởi, đừng vội, ta đến giúp ông. Nghe thấy giọng nói này, Thần Khởi sửng sốt vài giây, sau đó là mừng rỡ. Vì người nói chính là đế chủ Hắc Tử của Hắc Tử Vực. Thần Khởi vừa vui mừng cũng vừa cảm động, đế chủ Hắc Tử là một người tốt. Lúc đầu ông ta cứ nghĩ đế chủ Hắc Tử sẽ không ra tay giúp khi thấy tình hình không ổn, nhưng ông ta không ngờ đối phương lại đáng tin cậy như vậy. Là người rộng lượng, Nhược Mệnh xuất hiện trước mặt Nhị Nha và Diệp Quân, cô ấy mặc một chiếc áo choàng đen, hai tay giấu trong ống tay áo, khí tức mạnh mẽ. Thấy Nhược Mệnh, Diệp Quân chớp mắt không nói gì, Nhược tỷ này đến thật rồi. Nhược Mệnh cũng nhìn hắn, không nói gì. Mọi người đều im lặng. Nhị Nha nhìn Nhược Mệnh, nói, người mạnh hơn người vừa rồi. Diệp Quân gật đầu, Nhược tỷ trước mặt và Thần Vũ đều ở cảnh giới tám phần thần tính, nhưng hắn có thể cảm nhận được Nhược tỷ mạnh hơn Thần Vũ nhiều. Rõ ràng dù cùng cảnh giới nhưng thực lực vẫn sẽ khác nhau. Nhược Mệnh quay lại nhìn Nhị Nha, đấu vài chiêu không? Nhị Nha gật đầu, được. Nói xong, hai người cùng biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc, trên hư không truyền đến tiếng nổ lớn. Trong bóng tối, Sở phu nhân nhíu mày, không ngờ đế chủ Hắc Tử lại giúp nhà họ Thần. Thanh niên áo trắng khó hiểu hỏi, chẳng phải cô ta không thể rời khỏi Hắc Tử vực sao? Sở phu nhân nói, chắc là không thể rời đi quá lâu, có một luồng khí tức thần bí đang khóa chặt cô ta. Thanh niên áo trắng quay lại nhìn Diệp Quân, vậy hắn nguy to rồi. Sau khi Nhược Mệnh và Nhị Nha biến mất, năm luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt Diệp Quân, sau đó, Bắc Tề Vương dẫn theo bốn vị thần tướng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quân, không ngờ tới phải không? Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Quân nhìn Bắc Tề Vương, không nói gì. Bắc Tề Vương khẽ cười, phải nói rằng ngươi khiến bọn ta rất bất ngờ, bọn ta. Một vị yêu tướng trầm giọng nói, yêu vương, đừng cho hắn thời gian nữa chỉ hoãn nữa. Bắc Tề Vương khẽ gật đầu, đang định ra tay thì một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên đầu lão ta phóng xuống. Sắc mặt Bắc Tề Vương thay đổi trong nháy mắt, lão ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô bé xông về phía lão ta. Người này chính là Nhị Nha. Nhìn thấy Nhị Nha, Bắc Tề Vương không thể tin nổi, đế chủ Hắc Tử thất bại rồi sao? Nhanh vậy hả? Bùm! Lúc Nhị Nha xông tới, một luồng sức mạnh đánh bay Bắc Tề Vương, bốn vị yêu tướng cũng bay ra cùng lão ta. Sau khi dừng lại, Bắc Tề Vương nhìn Nhị Nha với vẻ khó tin, ngươi. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, nhíu mày nói, ngươi yếu vậy mà còn dám đến hả? Bắc Tề Vương! Lúc này, Nhược Mệnh cũng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Nhược Mệnh nhìn Diệp Quân, ta không thể ở bên ngoài quá lâu, cho nên ta phải về rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, được, Nhược tỷ. Nhược tỷ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bất ngờ. Diệp Quân vậy mà lại quen biết với đế chủ Hắc Tử sao? Bắc Tề Vương lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Lão ta biết mình bị lừa rồi. Nhà họ Thần cũng bị lừa rồi. Nhược Mệnh không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, cô ấy nhìn Diệp Quân, sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy đến Hắc Tử vực một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, Diệp Quân chưa kịp trả lời, cô ấy đã biến mất. Diệp Quân hơi tò mò, không biết Nhược tỷ tìm hắn làm gì. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân quay lại nhìn Bắc Tề Vương, Bắc Tề Vương, đấu một chọi một không. Thực lực của Bắc Tề Vương cao hơn thần võ. Dù sao lão ta cũng là yêu thú, vì vậy Diệp Quân muốn để đối phương thấy được kiếm kỹ và thực lực của hắn. Bắc Tề Vương nhìn Diệp Quân, được. Lão ta không thể từ chối. Nếu từ chối thì lão ta không còn mặt mũi nào để sống nữa. Diệp Quân quay sang nhìn đám cường giả chúng thần điện vẫn chưa đi, Nhị Nha, đánh chết chúng đi. Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó lao nhanh về phía đám cường giả chúng thần điện. Thấy Nhị Nha xông tới. Đám cường giả thay đổi sắc mặt, quay người nhao nhao bỏ chạy. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng thét thảm thiết vang lên. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Bắc Tề Vương nheo mắt lại, lão ta biết Diệp Quân lại định dùng kiếm kỹ thần bí kia. Nhưng lão ta cũng không sợ, vì lão không phải người, cơ thể lão đủ mạnh để phòng ngự, kiếm của loài người rất khó đả thương lão ta. Bỗng chốc, vô số kiếm ý phóng về phía Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương hơi híp mắt, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hai tay nắm chặt, một luồng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bảo vệ toàn thân lão. Lần này, lão ta chọn phòng thủ. Trong nháy mắt, Bắc Tề Vương đã bị vô số kiếm quang áp đảo. Tất cả mọi người đều nhìn phía kiếm quang. Bùm! Đột nhiên, mảng kiếm quang kia bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vỡ, sau đó, Bắc Tề Vương chậm rãi bước ra. Mặc dù luồng ánh sáng vàng quanh người Bắc Tề Vương đã có vô số vết nứt, nhưng Bắc Tề Vương vẫn rất bình tĩnh. Bắc Tề Vương chậm rãi nhắm mắt lại, huyết mạch trong cơ thể sôi trào, một lúc sau, lão ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, mỉm cười, chỉ có vậy thôi sao? Diệp Quân nhìn Bắc Tề Vương, không nói gì. Bắc Tề Vương đang định lên tiếng thì một thanh kiếm lặng yên xuất hiện, Bắc Tề Vương nheo mắt, còn chưa kịp phản ứng, một nhát kiếm đã phóng tới trước mặt lão ta. Rầm! Trong nháy mắt, Bắc Tề Vương đã bị đánh bay vạn trượng. Kiếm quang vỡ vụn, cơ thể tách lìa. Trong bóng tối, Sở phu nhân nhìn Diệp Quân, lần đầu xuất kiếm, hắn chưa dùng hết sức. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, hắn cố ý khiến Bắc Tề Vương mất sức ư. Sở phu nhân khẽ gật đầu, hắn biết Bắc Tề Vương kiêu ngạo, một khi kiếm của hắn không thể làm hại Bắc Tề Vương thì lão ta sẽ càng kiêu ngạo hơn, sau đó sẽ buông lỏng cảnh giác. Nói đến đây, bà ta nhìn Diệp Quân, người này mưu kế thật thâm sâu. Phải nói rằng, lúc này Diệp Quân khiến bà ta rất bất ngờ về thiên phú, thực lực và sự thông minh, thật sự quá khủng bố. Bấy giờ, bà ta càng chắc chắn rằng người đứng sau Diệp Quân càng không đơn giản. Sau khi dừng lại, trên người Bắc Tề Vương đã có mấy chục nhát kiếm, mặc dù không sâu nhưng cũng đã đâm vào da thịt lão ta. Bắc Tề Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân với ánh mắt thù địch, người chết chắc rồi. Nói xong, lão ra xông về phía Diệp Quân. Vào thời khắc lão ta chuyển động, một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu lão ta phóng xuống. Bắc Tề Vương bị thanh kiếm chấn áp tại chỗ, nhưng một khắc sau, Bắc Tề Vương đã tung một quyền. Bùm! Kiếm của Diệp Quân bị đánh bay. Cùng lúc đó, Bắc Tề Vương gầm lớn, một luồng khí tức yêu thú mạnh mẽ như thủy triều cuốn tới, trong nháy mắt đã đẩy lùi Diệp Quân ra xa ngàn trượng. Ngay sau đó, Bắc Tề Vương lao về phía Diệp Quân như một quả đạn pháo. Sự va chạm này khiến trời đất hủy diệt. Thấy Bắc Tề Vương lao tới, Diệp Quân nheo mắt lại, thực lực của Bắc Tề Vương mạnh hơn thần võ kia rất nhiều. Diệp Quân không dám lơ là, lập tức kích hoạt hai loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, khí tức quanh người Diệp Quân lại tăng lên. Diệp Quân đâm kiếm ra. Thời không tuế nguyệt. Bùm! Một luồng kiếm quang đáng sợ nổ tung trước mặt hắn, ngay sau đó, Diệp Quân bay ngược ra. Nhưng Bắc Tề Vương không lùi nửa bước, không chỉ vậy mà còn xông về phía Diệp Quân lần nữa. Rõ ràng, Bắc Tề Vương lúc này đã nổi giận. Đây cũng là điều bình thường, dù sao lão ta cũng là yêu vương, nếu hôm nay thua Diệp Quân thì còn khó chịu hơn là phải chết. Lúc Bắc Tề Vương xông tới, vô số đạo kiếm quang lại xuất hiện trước mặt lão ta. Bắc Tề Vương không thèm để ý tới chúng, mặc cho chúng chém vào thân lão. Lão biết rõ mình không thể dùng suy nghĩ bình thường để đối phó với Diệp Quân, nếu không sẽ chết trong tay Diệp Quân. Vì vậy, lão ta chọn liều mạng. Ta sẽ theo dõi ngươi. Mặc dù kiếm của Diệp Quân đã thương Bắc Tề Vương, nhưng Bắc Tề Vương vẫn lao về phía Diệp Quân. Nếu không phải Diệp Quân có năng lực tự chữa trị thì lần va chạm này sẽ khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu. Trong bóng tối, Sở phu nhân nhìn Bắc Tề Vương, lão yêu thú này cũng có bản lĩnh đấy. Thanh niên áo trắng gật đầu, phải nói rằng thực lực của Bắc Tề Vương rất mạnh, nhưng gã thấy Diệp Quân mạnh hơn. Phải biết rằng, Diệp Quân lúc này mới chỉ đạt tới cảnh giới đế quân. Sau khi bị đánh bay lần nữa, sắc mặt của Diệp Quân trở nên khó coi, quả nhiên đối phó với yêu thú là khó nhất, bởi vì chúng rất hung hãn, không thể dùng ý thức chiến đấu mà chỉ có thể dùng sức mạnh tấn công xác thịt, nếu không mọi thứ đều vô nghĩa. Muốn nghiền nát cơ thể của yêu vương đương nhiên là rất khó. Lúc này, hắn nghĩ tới kiếm Thanh Huyên. Nếu có kiếm Thanh Huyên, với thực lực hiện giờ của hắn có thể dễ dàng giết chết Bắc Tề Vương.
như cảm nhận được suy nghĩ của Diệp Quân, một thanh kiếm từ trên trời phóng xuống trước mặt hắn. Đây chính là kiếm Thanh Huyên. Nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, Diệp Quân rất bất ngờ. Sao kiếm lại xuất hiện? Diệp Quân quay lại nhìn Tiểu Bạch chớp mắt, vẫy móng vuốt, không biết đang biểu đạt điều gì. Diệp Quân thu ánh mắt lại, nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, trầm mặc không nói. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn thu kiếm Thanh Huyên lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Bắc Tề Vương, một khắc sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới. Lần này, hắn lựa chọn không dùng kiếm Thanh Huyên. Trong bóng tối, một người đàn ông áo trắng nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, hơi bất ngờ. Người phụ nữ váy trắng bên cạnh ông ấy nhìn Diệp Quân ở phía xa, không nói gì. Người đàn ông áo trắng nói, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Lúc chàng thanh niên từ bỏ việc dùng kiếm Thanh Huyên, ông ấy biết chàng thanh niên này đã trưởng thành thật rồi. Lúc này, ông ấy biết đã đến lúc mình cũng nên rời đi. Nhưng người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu nói, đợi chút đã. Đợi thêm chút nữa. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ váy trắng khoác tay người đàn ông, dịu dàng nói, không vội. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhíu mày. Vậy thì đợi thêm chút nữa. Quả thật không vội. Ngay khi Diệp Quân chọn không dùng kiếm Thanh Huyên, mặc dù thực lực của hắn vẫn chưa mạnh hơn nhưng lòng tin thì tràn đầy. Tự tin. Lúc này hắn mới tự tin thật sự. Ta có nhưng ta không dùng. Vẻ tự tin này khác với trước kia, lúc này hắn thật sự tin vào bản thân. Kiếm Thanh Huyên quả thật rất mạnh, chỉ cần hắn sử dụng, hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại yêu thú trước mặt này. Dù sao Bắc Tề Vương có mạnh cỡ nào cũng không cách nào đánh bại được kiếm Thanh Huyên, nhưng hắn biết khó khăn trước mắt có thể dùng kiếm Thanh Huyên vượt qua, khó khăn tiếp theo, hắn vẫn sẽ dùng kiếm Thanh Huyên. Dù sao kiếm Thanh Huyên cũng là kiếm của cha, trong đó là sức mạnh của cha, không phải của hắn. Dùng kiếm Thanh Huyên chẳng khác nào gọi người cả. Bắc Tề Vương trước mặt rất mạnh, rất khó đối phó nhưng hắn vẫn muốn tự mình đối phó. Trận chiến của Diệp Quân và Bắc Tề Vương cũng đến lúc gay cấn nhất, hai người đều đối đầu trực diện với nhau, không ai chịu lùi bước. Dĩ nhiên Bắc Tề Vương chiếm ưu thế hơn, dù sao sức mạnh thân xác và phòng vệ thân xác của lão ta hơn hẳn Diệp Quân. Thanh niên áo trắng bên cạnh Sở Phu Nhân ở trong tối trầm giọng nói, Diệp Quân sắp thua rồi. Sở Phu Nhân lại lắc đầu. Thanh niên áo trắng khó hiểu nhìn Sở Phu Nhân. Sở Phu Nhân trầm giọng nói, con nhìn xem Diệp Quân đang làm gì kìa. Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Quân ở phía xa, mặt đầy vẻ ngờ vực và khó hiểu. Sở Phu Nhân nói, hắn vẫn đang luyện kiếm kỹ đó. Thanh niên áo trắng ngạc nhiên. Sở Phu Nhân trầm giọng nói, chắc là hắn mới luyện được kiếm kỹ này nên vẫn chưa quen, ta thấy hắn đã thất bại mấy lần, đều chém vào không trung, nhưng bây giờ con nhìn đi, kiếm của hắn ngày càng thần bí và khó đoán, hơn nữa hầu như không hề chém vào không trung nữa. Không chỉ thế, mặc dù bị Bắc Tề Vương trấn áp nhưng sức chiến đấu của hắn càng lúc càng mạnh. Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Quân, quả nhiên hắn nhận ra đánh đến hiện giờ. Mặc dù Diệp Quân bị Bắc Tề Vương áp chế nhưng sức chiến đấu lại càng mạnh. Đáng sợ thật. Sở Phụ Nhân trầm giọng nói, có lẽ là do huyết mạch của người này, hơn nữa sức mạnh huyết mạch của hắn có thể mạnh hơn những gì chúng ta thấy, chỉ là hắn không phát huy hết mà thôi. Nói đến đây bà ta nhíu chặt mày, ác thú, linh tộc, sức mạnh huyết mạch đáng sợ, thế gian này thế mà vẫn có thế lực mạnh như vậy. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, nhà họ Thần xong đời rồi. Sở Phu Nhân lại lắc đầu, chưa chắc. Thanh niên áo trắng khó hiểu. Sở Phu Nhân khẽ nói, năm đó tổ tiên nhà họ Thần là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Thanh niên áo trắng nói, chín phần thần tính sao? Sở Phu Nhân nói, bán bộ chín phần thần tính. Bán bộ chín phần thần tính. Thanh niên áo trắng sửng sốt. Sở Phu Nhân trầm giọng nói, mặc dù chỉ là bán bộ chín phần thần tính nhưng cũng không phải là người mà cường giả tám phần thần tính có thể so được, đây hẳn là con át chủ bài của nhà họ Thần, có lẽ là vị tổ tiên này. Bà ta vừa nói vừa nhìn Diệp Quân ở phía xa, nếu đằng sau thanh niên này không có cường giả chín phần thần tính, vậy thì thắng thua vẫn chưa thể nói được. Chín phần thần tính, đằng sau thanh niên này có cường giả chín phần thần tính sao? Sở Phu Nhân lặng thinh. Bà ta cũng không chắc.
vì cường giả 9 phần thần tính đúng là cực kỳ khó xuất hiện. Cho dù là khu vực tiên linh và sở cung cũng chỉ mới xuất hiện có một vị, bên ngoài thì ngoại trừ thần nhất, bà ta chưa từng nghe nói đến cường giả 9 phần thần tính nào khác. Dĩ nhiên bà ta cũng không dám phủ nhận là không có. Ngay lúc này thời không phía xa bỗng nổ tung rồi nứt ra, sau đó Diệp Quân và Bắc Tề Vương cùng lùi về sau. Lúc này cả người Bắc Tề Vương đều là vết thương, be bét máu. Sắc mặt Diệp Quân trắng bệch nhưng vẫn lộ ra vẻ phấn khích. Sắc mặt của bốn yêu tướng mà Bắc Tề Vương dẫn đến cực kỳ khó coi, nhất là của Bắc Phong. Phải biết rằng, lúc đầu khi ông ta đánh với Diệp Quân không thể làm gì được ông ta cả, nhưng bây giờ mới được bao lâu chứ? Diệp Quân đã có thể sánh ngang với Bắc Tề Vương rồi. Sao tên này lại tu luyện được đến mức này? Đúng là vô lý. Lúc này Bắc Phong đã có ý lùi bước. Vì ông ta biết trận chiến này cho dù Bắc Tề Vương có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải biết rằng ác thú kia đã giết hết các cường giả của chúng thần điện. Bây giờ ác thú kia đang đứng một bên quan sát. Dĩ nhiên là nếu Diệp Quân thua, cô bé sẽ ra tay, sở dĩ cô bé không tiến lên đánh xem như là vì để Diệp Quân rèn luyện. Nghĩ đến đây, Bắc Phong trầm giọng nói, chuyện này không đơn giản, các ngươi ở đây quan sát, ta đi thông báo cho Yêu Nguyệt Đại Nhân đưa viện binh đến. Nói xong, ông ta cũng không đợi ba yêu tướng còn lại đáp lời đã xoay người biến mất ở tận cuối chân trời. Ba yêu tướng đó cũng không nghĩ nhiều, chuyện này quả thật nên báo cho Yêu Nguyệt Đại Nhân biết. Diệp Quân ở đằng xa hít sâu một hơi, không thể không nói trận chiến này hắn đánh rất vui vẻ, đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thiếu sót của kiếm kỹ mới này, chính là lực sát thương vẫn chưa đủ mạnh, nhưng hắn cũng khá đau đầu vì muốn tăng uy lực thì chỉ có cách hấp thu sức mạnh thời không đặc biệt vào trong mỗi thanh ý kiếm nhiều hơn. Nhưng nếu hấp thu sức mạnh thời không đặc biệt nhiều hơn thì bản thân ý kiếm sẽ không chịu được. Thế nên muốn uy lực của kiếm kỹ này tăng lên, cách duy nhất là làm kiếm ý của mình tăng lên. Nhưng cũng may, kiếm ý vô địch của hắn là kiếm ý loại chiến đấu nên hắn chỉ cần chiến đấu thì dĩ nhiên uy lực của kiếm ý này cũng có thể được nâng cao. Chiến đấu. Diệp Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Bắc Tề Vương ở đằng xa, lúc này Bắc Tề Vương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân bật cười, đến đây nào. Dứt lời, hắn tiến đến một bước, ngay lập tức vô số kiếm quang đánh về phía Bắc Tề Vương. Ánh mắt Bắc Tề Vương hiện lên vẻ hung tợn, lão ta cũng bước đến trước, sau đó đánh một quyền vào Diệp Quân. Đại chiến lại diễn ra. Hai người đều không nương tay. Vì đây không phải là tỉ thí mà là trận chiến ngươi chết ta sống. Nhưng Diệp Quân không định dung hợp với Ngao Thiên Thiên, lần này hắn muốn tự mình đánh với Bắc Tề Vương. Hắn muốn xem thử cực hạn của mình đến đâu. Dĩ nhiên lúc này nếu có Ngao Thiên Thiên hỗ trợ thì hắn muốn đánh thắng Bắc Tề Vương cũng không quá khó. Dù sao bây giờ thứ hắn thiếu nhất là sức mạnh thân xác và phòng vệ thân xác, mà Ngao Thiên Thiên có thể bổ sung hoàn toàn khuyết điểm này của hắn. Mặc dù Ngao Thiên Thiên không bằng Bắc Tề Vương nhưng khả năng phòng ngự thân xác của cô ấy không kém gì Bắc Tề Vương này, dù sao cô ấy đã đi theo Nhị Nha và Tiểu Bạch được một khoảng thời gian, thực lực đã được cải thiện rất nhiều. Trận chiến giữa Diệp Quân và Bắc Tề Vương càng trở nên quyết liệt, sức mạnh do hai bên bộc phát không ngừng phá vỡ thời không xung quanh, vô cùng đáng sợ. Sau khi tiêu diệt đám cường giả chúng thần điện, Nhị Nha không tiếp tục ra tay nữa mà đứng sang một bên lặng lẽ nhìn, cô bé cũng muốn xem thử thực lực thật sự của Diệp Quân. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang cực mạnh bỗng nổ tung ở khu vực thời không tối đen, sau khi kiếm quang này nổ tung, Diệp Quân và Bắc Tề Vương cùng lui về phía sau. Bắc Tề Vương vừa dừng lại, vài thanh kiếm chém vào trên người lão ta. Bắc Tề Vương cau mày, trên người lão ta có thêm vài vết kiếm nhưng lão ta không để tâm vì khi đánh với Diệp Quân, lão ta đã bị ít nhất 1000 nhát kiếm chém vào người. Mà kiếm của Diệp Quân quá mức thần bí khó lường, lão ta hoàn toàn không thể đỡ được, cũng chính vì thế mà lão ta, dứt khoát không đỡ đòn nữa. Sắc mặt Diệp Quân đã dừng lại ở đằng xa cũng hơi tái nhợt, hắn có cảm giác trận chiến này khiến xương cốt cả người mình sắp nứt hết ra. Phải nói rằng, sức mạnh thân xác của Bắc Tề Vương này quá đáng sợ, nếu không nhờ tốc độ hồi phục của hắn nhanh thì hắn không thể chịu được quá lâu. Ngay lúc này Bắc Tề Vương bỗng nói, lần nữa. Dứt lời, lão ta bỗng bước đến trước, sau đó tung quyền ra đánh vào người Diệp Quân.
Diệp Quân ở đằng xa vung kiếm lên chém một nhát. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Lại đối đầu trực diện lần nữa. Hết cách rồi, kiếm kỹ của hắn đều cứng rắn nên khi đối mặt với Bắc Tề Vương, hắn chỉ đành cứng rắn. Kiếm quang bỗng nổ tung trước mặt hai người cùng lùi về sau nhưng ngay sau đó, cả hai lại lao về phía đối phương. Trận chiến đẫm máu. Dần dần hai mắt Diệp Quân cũng trở nên đỏ ngầu, lúc này khí tức huyết mạch phong ma quanh người hắn cũng tăng lên. Dần dần trở nên điên cuồng. Cảm nhận được Diệp Quân dần trở nên điên cuồng, Nhị Nha nhíu mày. Tiểu Bạch trên vai Nhị Nha giơ móng vuốt chỉ vào Diệp Quân, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, không cần lo, chút phong ma này. So với phong ma của kiếm chủ Thanh Sam thì phong ma của Diệp Quân trước mặt chỉ là chuyện nhỏ. Vì sát tâm của Diệp Quân vẫn chưa quá nặng. Sắc mặt Sở phu nhân đứng xem trận chiến ở trong tối cũng trở nên nghiêm trọng, vì bà ta nhận ra sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đang tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Sở phu nhân nhíu chặt mày. Đây là huyết mạch quái quỷ gì thế? Còn có thể tăng nhanh như vậy. Nhưng lúc này Bắc Tề Vương cũng đánh ra chân hỏa, lão ta là yêu vương, dĩ nhiên không thể là một tên cà lơ phất phơ, lão ta ngồi lên vị trí này đều dựa vào thực lực. Lúc này hai người thật sự đã biến trận chiến thành trận chiến một mất một còn. Trong hư không, gia chủ nhà họ Thần Thần Khởi vẫn luôn quan sát chiến trường cũng xa sầm mặt mày, ông ta biết dù Bắc Tề Vương có thắng cũng không giết được Diệp Quân, vì ác thú đó vẫn còn đứng một bên. Ác thú. Thần Khởi nhìn chằm chằm Nhị Nha, hai mắt nhắm lại. Lúc này Trấn Thiên ở đối diện ông ta bỗng nói, Thần Khởi, bây giờ đầu hàng có lẽ vẫn còn kịp. Đầu hàng ư? Thần Khởi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trấn Thiên, Trấn Thiên, ta biết ngươi đang đánh cược đằng sau hắn có cường giả 9 phần thần tính, vậy thì nhà họ Thần ta cược hắn không có. 9 phần thần tính ư? Sao có thể chứ? Thế gian này ngoài khu vực tiên linh, sao có thể còn có cường giả 9 phần thần tính? Tuyệt đối không thể nào. Ai đã thua? 9 phần thần tính. Trấn Thiên trầm mặc. Như Thần Khởi đã nói, ông ta thật sự đang đánh cược, hơn nữa còn là một canh bạc lớn. Nếu phía sau Diệp Quân có cường giả đạt tới 9 phần thần tính thì Trấn tộc sẽ thắng cược. Nhưng nếu không, Trấn tộc sẽ bị diệt vong mãi mãi. Ông ta cũng không dám chắc phía sau Diệp Quân có nhân vật lớn đạt tới cảnh giới 9 phần thần tính hay không. Dù sao bây giờ chỉ có khu vực tiên linh mới có cường giả cấp bậc 9 phần thần tính, bao nhiêu năm qua bên ngoài cũng mới chỉ xuất hiện một vị thần nhất. Nhưng ông ta vẫn muốn tin. Bởi vì biểu hiện của Diệp Quân cho thấy người phía sau hắn không hề đơn giản. Đương nhiên bây giờ nghĩ tới những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Quân không có thì cũng chỉ có thể vờ như có. Nghĩ vậy, Trấn Thiên nhoẻn miệng cười nhìn Thần Khởi, xem ra ông đã chuẩn bị dùng thủ đoạn cuối cùng của nhà họ Thần rồi. Thần Khởi từ từ nhắm mắt lại. Đến lúc này, ông ta biết mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Trấn Thiên cũng không nói nữa, gã biết đã đến lúc các bên đưa ra quân bài của mình. Trấn Thiên nhìn Diệp Quân đang chiến đấu bên dưới, trong lòng cũng đầy tò mò. Người đứng sau Diệp Quân có thật sự là cường giả 9 phần thần tính hay không? Bên dưới, trận chiến giữa Diệp Quân và Bắc Tề Vương đã đến đỉnh điểm. Lúc này hai người đã dùng hết sức lực. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ nổ ra, Diệp Quân và Bắc Tề Vương cùng lùi về phía sau. Lần này, sau khi dừng lại, Bắc Tề Vương không tấn công nữa, lão ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất lực! Lúc này, trong lòng lão ta vô cùng bất lực, bởi vì lão ta không biết làm thế nào để đối phó với Diệp Quân trước mặt. Bề ngoài, lão ta đã áp chế Diệp Quân, nhưng lão ta biết thực lực của Diệp Quân càng lúc càng mạnh, lão ta sắp không áp chế nổi nữa. Lão ta biết mình không thể trì hoãn được. Tiếp tục trì hoãn sẽ bất lợi cho lão ta. Nghĩ vậy, Bắc Tề Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía sau, hai tay nắm chặt lại. Bùm! Bỗng chốc! Cơ thể lão trở nên hư ảo. Khôi phục bản thể rồi. Trong bóng tối, Sở phu nhân nhìn cơ thể hư ảo của Bắc Tề Vương, cuối cùng tên này cũng bị ép dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Chỉ khi khôi phục bản thể thì yêu thú mới có thể phát huy hết sức mạnh. Dưới ánh mắt của mọi người, cơ thể của Bắc Tề Vương dần biến thành một con yêu thú, hình thể không to lớn, chỉ cao khoảng 10 trượng,
nhìn như một con cá sấu khổng lồ có hai cánh, xung quanh tỏa ra khí tức đáng sợ. Diệp Quân nhìn Bắc Tề Vương, khẽ lau vết máu ở khóe miệng, hắn biết đã đến lúc phân định thắng thua. Ngao Thiên Thiên nói, cần muội giúp không? Diệp Quân lại lắc đầu. Ngao Thiên Thiên hơi lo lắng. Diệp Quân cười nói, không sao, ta sẽ tự lượng sức mình. Ngao Thiên Thiên không nói gì nữa, cô ấy biết Diệp Quân đã nắm chắc. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Bắc Tề Vương đã khôi phục bản thể, lúc này, Bắc Tề Vương cũng đang nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau không nói gì, đột nhiên, Bắc Tề Vương hóa thành một luồng sáng đen biến mất tại chỗ. Bùm! Bỗng chốc, cả tinh hà trở nên sôi sục. Sức mạnh thân xác thuần túy. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, khi Bắc Tề Vương lao tới trước mặt hắn, vô số kiếm ý từ trong người hắn bắn ra. Lần này, Diệp Quân đã phóng ra tất cả kiếm ý của mình. Đòn mạnh nhất. Sau khi phóng ra tất cả kiếm ý, một luồng sức mạnh nổ ra trước mặt hắn, luồng sức mạnh này khiến tất cả mọi người bất ngờ, sắc mặt biến đổi. Bởi vì trong những kiếm ý này ẩn chứa sức mạnh thời không đặc biệt. Trong nháy mắt, Diệp Quân đã dẫn nổ vô số sức mạnh thời không đặc biệt. Bùm! Bỗng chốc, Diệp Quân cùng Bắc Tề Vương cùng bay ra ngoài. Từng luồng sức mạnh đáng sợ như thủy triều không ngừng tỏa ra xung quanh. Vài cường giả yếu bị đánh bay vạn trượng, cơ thể rạn nứt, linh hồn bị tổn thương. Nhị Nha nhìn chằm chằm vào khoảng thời không tối đen như mực ở đằng xa, ngừng liếm cây kẹo. Cô bé nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới tiếp tục liếm kẹo. Tiểu Bạch nhìn phía xa, nắm chặt móng vuốt, mặt tràn đầy vẻ lo lắng và căng thẳng. Cháu trai không thể xảy ra chuyện được. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía mảnh thời không đen kịt, trong mảnh thời không đen kịt đó còn có vô số sức mạnh không ngừng tỏa ra. Ai đã thua? Cứ như vậy một khắc trôi qua, mảnh thời không kia mới dần khôi phục lại. Diệp Quân và Bắc Tề Vương lại xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, thân xác Diệp Quân đã rạn nứt hoàn toàn, giống như đồ sứ bị va chạm mạnh, máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể, nhưng chớp mắt đã bị hắn hấp thu. Đối diện Diệp Quân, toàn thân Bắc Tề Vương đã bị xé nát, trên người còn có vô số nhát kiếm, mặc dù thân xác lão ta cường tráng nhưng vẫn không thể chống chọi với luồng sức mạnh thời không đặc biệt mà Diệp Quân phóng ra. Ai thua rồi? Mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ không phân thắng bại? Lúc này, Bắc Tề Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, sức mạnh thời không kia là gì? Mặc dù kiếm của Diệp Quân rất mạnh nhưng lão ta biết rõ kiếm đạo của Diệp Quân không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của lão ta, thứ phá vỡ lớp phòng ngự của lão là luồng sức mạnh thời không đặc biệt kia, đó mới là thứ đáng sợ. Nghe Bắc Tề Vương hỏi, Diệp Quân mỉm cười đáp lời, chỉ là món đồ chơi trưởng bối trong nhà để lại cho ta mà thôi, ta cũng không biết nó tên là gì. Bắc Tề Vương trầm mặc. Trưởng bối trong nhà. Giờ phút này, cho dù lão ta có kiêu ngạo thế nào thì cũng biết người đứng phía sau thanh niên trước mặt không hề đơn giản. Lão ta đã đánh giá thấp người này rồi. Diệp Quân nói, nghe ông hỏi vậy, ta chợt nhớ ra kiếm kỹ ta vừa tạo ra vẫn chưa có tên, gọi là Diên Chỉ Nhất Kiếm đi. Ha ha ha. Bắc Tề Vương nhìn Diệp Quân, không nói gì. Thân xác lão bắt đầu nứt lìa, máu tươi không ngừng phun ra. Ngược lại, Diệp Quân đã hồi phục rất nhiều. Thấy vậy, mọi người đều hiểu Bắc Tề Vương đã thua. Thua ở năng lực hồi phục. Năng lực tự hồi phục của Diệp Quân quá mạnh, có thể nói, chỉ cần hắn chưa chết hẳn thì sẽ luôn hồi phục, như một cỗ máy vận động vĩnh viễn. Thật đặc biệt. Diệp Quân nhìn Bắc Tề Vương với cơ thể tan nát, im lặng không nói gì. Hắn đã thắng ở năng lực hồi phục. Nếu hắn không có năng lực phục hồi mạnh mẽ thì hắn không thể đánh bại Bắc Tề Vương, bởi vì đối phương thật sự quá mạnh. Hắn có thể chịu đựng đến bây giờ đều là nhờ năng lực phục hồi nhanh chóng, vì vậy hắn mới có thể chiến đấu với đối phương. Xem ra sau này phải xin Tiểu Bạch và Nhị Nha nhiều thần vật hồi phục hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bật cười một lúc rồi nhìn Bắc Tề Vương, định ra tay thì một giọng nói từ xa truyền tới, dừng tay. Diệp Quân nhìn lên trời. Chỉ thấy phía xa bầu trời tách ra, ba người chậm rãi bước tới. Hai nam một nữ. Lúc này, trong đầu Diệp Quân vang lên giọng nói của Trấn Thiên, người đi đầu là Yêu Vương Cự Mang, là người đứng đầu trong bốn đại yêu vương của khu vực cổ hoang, bên cạnh ông ta lần lượt là Yêu Vương Thần Trạch và Yêu Vương Hình Nguyệt.
Bốn đại yêu vương tập hợp. Diệp Quân bình tĩnh nhìn Cự Mang, có chuyện gì sao? Cự Mang nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, lão ta là người của khu vực cổ hoang. Diệp Quân cười nói, vậy thì sao? Cự Mang bình tĩnh nói, ngươi không thể giết. Mặc dù bốn đại yêu vương có quyền lực riêng, nhưng trên thực tế bọn họ đều thuộc khu vực cổ hoang. Nếu Diệp Quân giết Bắc Tề Vương ở đây thì khu vực cổ hoang sẽ tổn hại lớn. Hơn nữa trước đây bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh của yêu nguyệt, lúc cần thiết có thể lựa chọn ra tay can thiệp. Nghe Cự Mang nói vậy, Diệp Quân cười lớn, sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Vụt! Một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa lông mày của Bắc Tề Vương, sau đó bị luồng sức mạnh thời không đặc biệt trong kiếm của Diệp Quân quét sạch. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Cự Mang, ông nói không thể giết thì không được giết sao? Vừa dứt lời, không gian xung quanh trở nên lặng ngắt không tiếng động. Hành động này không hề coi trọng khu vực cổ hoang. Cự Mang nhìn Diệp Quân, không sợ chết vậy sao? Diệp Quân nhoẻn miệng cười đáp, các người giết ta là điều đương nhiên, còn ta giết các người lại là không sợ chết hả? Hắn xua tay, đừng nhiều lời nữa, ông đây nói thẳng luôn, hôm nay nếu ta không chết thì ngày sau sẽ hủy diệt cả khu vực cổ hoang các người. Quả thật, đến bước đường này, không thể giải hòa với nhà họ Thần hay khu vực cổ hoang được nữa. Mọi người đều quyết đấu sống chết. Đơn giản vậy thôi. Nghe Diệp Quân nói vậy, Cự Mang nheo mắt lại, ánh mắt của hai vị yêu vương phía sau ông ta cũng trở nên lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp người không nể mặt khu vực cổ hoang. Lúc này, bọn họ đã không thể nhân nhượng được nữa. Nhân nhượng lúc này thì sau này khu vực cổ hoang còn mặt mũi nào để sống nữa đây? Cự Mang nhìn Nhị Nha, đấu vài chiêu không? Trực tiếp ra tay. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, được thôi. Cự Mang gật đầu, sau đó tiến lên một bước, trong tích tắc, ông ta và Nhị Nha đã biến mất tại chỗ. Bùm! Bỗng chốc, trên tinh không vang lên những tiếng nổ đáng sợ. Hai vị yêu vương còn lại nhìn về phía Diệp Quân mỉm cười, các người định đánh hội đồng à? Thần Trạch nhìn Diệp Quân, không được sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta là người giảng võ đức, nếu các người đánh lẻ thì ta sẽ không dùng vũ khí, đây là giới hạn cuối cùng của ta, còn nếu các người muốn đánh hội đồng thì xin lỗi, ta không cần giới hạn này nữa. Thần Trạch nhếch môi khinh thường nói, vậy ngươi cứ dùng vũ khí thử xem. Nói xong, hai vị yêu vương cùng lao về phía Diệp Quân. Hai chọi một, Diệp Quân lặng lẽ rút ra kiếm của cha ra. Diệp Quân đương nhiên không dám xem thường hai vị yêu vương. Thế là dứt khoát rút kiếm Thanh Huyên ra. Không những thế, hắn còn dung hợp với Ngao Thiên Thiên, để khí tức tăng vọt đến tột cùng. Rồi hắn đạp mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang lao tới. Kiếm quang lóe lên. Ầm. Những người khác chỉ nghe tiếng nổ vang lên, sau đó là hình ảnh Thần Trạch bay ngược về sau với cánh tay phải nứt nẻ, máu phun như suối. Ông ta rơi vào hoang mang tột độ. Ánh mắt nhìn Diệp Quân đầy khó tin, ngươi. Bên kia, Sở phu nhân nhíu mày, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân với vẻ chấn động. Chỉ vung kiếm lên là phá được thân xác yêu vương của Thần Trạch. Đây là thứ thần vật gì? Yêu thú tự hào nhất là thân xác, vậy mà nó chẳng đáng một xu trước mặt Diệp Quân. Sở phu nhân lắc đầu, khu vực cổ hoang thế là xong rồi. Thần Trạch bên kia vẫn còn chưa hoàn hồn lại, ban nãy nếu ông ta không kịp lui bước thì đã bỏ mạng dưới một kiếm kia rồi. Nó là thứ gì vậy? Ông ta nhìn nó với vẻ đề phòng dâng cao. Yêu vương còn lại cũng không dám lỗ mãng ra tay. Diệp Quân nhắm mắt lại, thử dùng kiếm Thanh Huyên hấp thu sức mạnh thời không kỳ lạ kia. Không thử thì không biết, thử rồi mới giật mình. Bởi kiếm Thanh Huyên làm được điều đó ở mức vô hạn. Đồ chơi của cha ngon thật chứ? Diệp Quân khiếp sợ. Một khi đã vậy, tức hắn có thể nâng cao uy lực trong một nhát kiếm. Diệp Quân chợt không dám nghĩ nữa. Bởi vì hắn biết nếu hấp thu quá nhiều thì cơ thể sẽ không chịu nổi sức mạnh cuồn cuộn ấy. Dù gì cũng không thể vung kiếm ra rồi lấy mạng hết tất cả mọi người ở đây chứ hả? Diệp Quân không nghĩ nữa, cong môi cười với Thần Trạch, tiếp thêm một kiếm nữa này. Rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Thần Trạch biến sắc, không dám xem thường nữa mà lập tức khôi phục bản thể. Cho dù vậy, ông ta vẫn không đỡ nổi một kiếm này. Uỳnh! Trong mọi ánh mắt kinh ngạc,
thần trạch bay vèo ra ngoài, thân thể dần dần nứt vỡ. Một kiếm đã phá, nữ yêu vương còn lại rơi vào hoang mang. Nhát kiếm đập vỡ thân xác thần trạch, mà linh hồn ông ta cũng nhòe đi khi dừng lại. Bị một kiếm sát hại trong nháy mắt, nữ yêu vương nhìn mà đầu óc trống rỗng. Cái này có phần mạnh quá đà rồi đấy. Thần trạch tuy chưa chết hẳn nhưng cũng đang vô cùng khó tin, nhìn vào kiếm Thanh Huyên, nó. Diệp Quân nhắm mắt lại. Sức mạnh. Khi thanh kiếm hấp thu sức mạnh thời không đặc biệt, hắn lại có cảm giác vô địch. Nhưng hắn cũng lý trí biết rằng đây là sức mạnh thuộc về kiếm và thời không đặc biệt, không liên quan đến hắn. Nhưng cảm giác này thật là đã, rất dễ dàng bị lạc lối. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà mở mắt nhìn thần trạch, biến mất trước khi ông ta kịp mở miệng. Xoẹt! Thần trạch bị xóa sổ trong nháy mắt. Nhẫn bị Diệp Quân lấy đi. Nữ yêu vương bên kia trợn trừng mắt, người thật sự muốn liều chết với khu vực cổ hoang. Ngu xuẩn! Sở phu nhân âm thầm mỉa mai, đã đến nước này rồi mà còn phun ra mấy lời vô tri, đúng là con ả không não. Thanh niên kia rõ ràng không sợ khu vực cổ hoang, ả lại còn dùng nó để uy hiếp. Ngu không tả nổi. Diệp Quân nhìn nữ yêu vương rồi biến mất tại chỗ. Xoẹt! Một thanh kiếm lao về phía bà ta. Nữ yêu vương hoảng sợ, không dám nghênh đón trực tiếp mà liên tục lùi về sau. Xoẹt! Diệp Quân thấy chém hụt thì cau mày, nói với bà ta, không đánh à? Nếu bà ta không chịu đánh thì hắn cũng bó tay. Bởi xét về tốc độ thì hắn không bằng đối phương. Kiếm Thanh Huyên cái gì cũng tốt, chỉ trừ tốc độ. Nữ yêu vương quắc mắt nhìn hắn. Bà ta đương nhiên không dám nhào lên đánh. Diệp Quân cầm thanh kiếm kia trong tay chính là vô địch, e rằng chỉ có cường giả tám phần thần tính mới đánh lại. Nói cách khác, hiện giờ hắn là người đứng đầu trong cảnh giới dưới tám phần thần tính. Thấy nữ yêu vương không nói gì, Diệp Quân lắc đầu chán thế. Hắn ngẩng lên, thấy nhị nha vẫn đang đánh nhau với cự mang. Còn chưa xong à? Diệp Quân nhíu mày. Bỗng hư không vỡ ra, để một con yêu thú rơi huỵt xuống. Những người khác nhìn theo, thấy đó là cự mang. Thua rồi sao? Nhị nha xuất hiện cạnh Diệp Quân, lẳng lặng nhìn sang. Diệp Quân tròn mắt nhìn lại, bỗng muốn đánh một trận với nàng. Hắn thừa nhận hắn đang tự cao, nhưng cũng có tự tin. Giờ đây hắn thấy mình là vô địch. Nhờ kiếm Thanh Huyên. Và khả năng hấp thu sức mạnh thời không đặc biệt. Có lẽ nhị nha, cũng không chịu nổi chứ hả? Như đọc được suy nghĩ của hắn, cô bé liếm kẹo hồ lô, hỏi, muốn thử vài chiêu. Diệp Quân gật đầu, phải, nhưng mà, đủ rồi thì dừng. Nhị nha gật đầu, ta cho ngươi chém trước. Diệp Quân trợn mắt, làm vậy, được không đấy? Nhị nha chỉ vào đầu mình, chém vào đây này. Diệp Quân chần chừ, bây giờ ta lợi hại lắm đó. Ngươi, nhị nha bất mãn chừng hắn, bảo ngươi chém thì cứ chém. Lề mà lề mề làm gì? Diệp Quân vung kiếm chém vào đầu nhị nha. Một luồng sức mạnh khủng khiếp thổi bay hắn đi. Bay cả vạn trượng. Khi dừng lại, kiếm Thanh Huyên run lên trong tay hắn, cả người cũng tê dại. Mà nhị nha thì không hề hấn gì. Diệp Quân dại ra. Thân thể này có phải hơi bị siêu hạng quá không vậy? Nhị nha chỉ nhàn nhạt nói, đến lượt ta. Rồi nắm bàn tay nho nhỏ lại. Diệp Quân vội la lên, ta đầu hàng, đầu hàng. Một cú đấm thôi là có thể lấy mạng hắn, bảo hắn làm sao dám đón. Thấy hắn chịu thua, nhị nha bĩu môi, sợ gì chứ? Ta có đánh chết ngươi đâu. Diệp Quân, những người khác âm thầm lắc đầu trước cảnh này. Hai người kia thật sự là không đặt khu vực cổ hoang và nhà họ thần vào mắt. Nhưng họ cũng hiểu ra. Diệp Quân quả thật có sức mạnh để làm vậy. Hắn không đùa giỡn cùng nhị nha nữa mà nhìn cự mang, thấy ông ta chưa chết nhưng cũng bị nhị nha đánh trọng thương. Hắn bèn khiếp sợ nhìn sang bên, tự hỏi cô bé này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cự mang nhìn cô bé đang liếm kẹo hồ lô đầy khó tin, không ngờ mình lại thua cuộc nhanh như vậy. Lại còn bị áp chế hoàn toàn. Từ tốc độ, sức mạnh đến khả năng phòng ngự. Áp chế trên mọi phương diện. Ông ta nói với nữ yêu vương, báo cho yêu nguyệt đại nhân. Họ đã không thể quản lý chuyện này được nữa. Nữ yêu vương lại xa sầm mặt, không liên lạc được.
Cự Mang nhíu mày, không liên lạc được. Nữ yêu vương gật đầu. Bà ta đã thử liên lạc với yêu nguyệt từ khi thần trạch bị chém chết, sau đó kinh hãi nhận ra mình không làm được. Tựa như yêu vương đã bốc hơi. Cự Mang xa sầm mặt, sao lại thế? Ông ta vận dụng bí pháp liên lạc với yêu vương, nhưng đối phương như đã bốc hơi, chẳng thèm ừ hử gì. Cự Mang nhíu mày thật chặt. Diệp Quân đứng ở xa bỗng hỏi, đang gọi người tới hả? Cự Mang lẳng lặng nhìn sang. Diệp Quân vừa mở miệng thì nghe một giọng nói truyền tới từ hư không, Diệp Quân. Hắn nhìn lên, thấy người nói là Thần Khởi. Ông ta nhìn hắn chằm chằm, đến lúc kết thúc rồi. Ông ta vươn tay đẩy một lệnh bài ra, nó bay lên thật cao rồi hóa thành ngọn lửa. Từ trong đó, một bóng người ngưng tụ mà thành, thả ra uy áp đáng sợ bao trùm hết thảy. Giọng Sở phu nhân trầm xuống, tổ tiên nhà họ Thần Thần Hạo. Bán bộ chín phần thần tính. Chỉ là một cái bóng mà đã áp đảo tất cả mọi người. Bán bộ chín phần thần tính là một lạch trời khó vượt qua với tám phần thần tính. Ánh mắt Thần Khởi trở nên điên cuồng, nghe nói sau lưng ngươi có người chín phần thần tính. Gọi ra đây xem. Diệp Quân im lặng nhíu mày. Chợt một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, thi thoảng gọi cũng được. Diệp Quân nghe vậy thì sửng sốt. Hắn quay lại, thấy có một nam một nữ đang đi tới. Nam mặc đồ trắng, nữ mặc váy trắng. Người lên tiếng chính là người phụ nữ váy trắng. Thi thoảng gọi cũng được. Diệp Quân thấy hai người kia đi đến thì sửng sốt. Không ngờ họ lại đến đây. Làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Nhị Nha nhìn thấy người phụ nữ váy trắng thì bĩu môi rồi cùng Tiểu Bạch trở vào tiểu tháp. Những người khác có mặt cũng đổ dồn ánh mắt vào hai người mới tới này, nhận ra họ chính là chỗ dựa sau lưng Diệp Quân. Vô số người đồng thời cau mày. Bởi họ chưa từng nhìn thấy hai người này bao giờ. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên áo trắng đứng bên, Sở phu nhân chậm rãi quan sát hai người kia một hồi lâu rồi lắc đầu, ta chưa từng gặp. Chưa từng gặp. Thiếu niên nhíu mày, tự nhủ nếu đây là cường giả đứng đầu thì bà ngoại không thể nào chưa từng gặp. Sở phu nhân cũng nhíu mày, mắt không rời khỏi hai người kia khi nhận ra mình không cảm nhận được khí tức của họ. Sao lại thế được? Cõi lòng bà ta rúng động. Chấn Thiên và các cường giả chấn tộc cũng đang quan sát hai người áo trắng kia. Bọn họ như kiến bò trên chảo, bởi họ đã triệu hồi linh hồn tổ tiên, một vị đại lão siêu đẳng đã đến bán bộ chín phần thần tính. Nếu hai người kia chưa đạt đến đẳng cấp ấy hoặc chỉ ngang bằng thì tuyệt đối không có phần thắng. Câu hỏi là hai người này đã đến cảnh giới đó chưa? Bọn Chấn Thiên ôm lòng nghi ngờ. Bởi không ai cảm nhận được khí tức của bên đối phương. Thần Khởi cũng nhìn hai người kia không chớp mắt, tuyệt đối không tin bọn họ đã đạt đến 9 phần thần tính. 9 phần ư? Bao nhiêu năm qua chỉ có Thần Nhất đạt đến cảnh giới này, mà ông ta còn là người nhà họ Thần. Người ngoài sao có thể làm được? Tuyệt đối không thể. Một lần nữa âm thầm khẳng định, Thần Khởi dần bình tĩnh lại, môi cong lên thành nụ cười nhạt. Bên kia, Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng một hồi mới mở miệng, cha. Đối phương đúng là cha của hắn. Dung mạo giống như đúc, không có gì khác biệt. Kiếm chủ nhân gian nghe vậy thì cười lớn, người gọi ta là cha. Diệp Quân trợn mắt, có vấn đề gì sao? Thấy kiếm chủ nhân gian nhìn sang, người phụ nữ kế bên nói, nhận đứa con này cũng không lỗ gì. Hai cha con hết biết nói gì. Diệp Quân nhìn sang, cảm thấy cha vẫn là cha, nhưng mà hình như ký ức có vấn đề. Kiếm chủ nhân gian cũng đang nhìn hắn. Ông ấy không quá bất ngờ khi nghe Diệp Quân gọi mình là cha, dẫu sao đi theo người phụ nữ kia suốt bao lâu, có đần thì cũng đoán được một vài. Đã vậy, dáng dấp thanh niên này lại cực kỳ giống ông ấy. Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong hư không. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy Thần Hạo tổ tiên nhà họ Thần đang chậm rãi đi xuống. Tuy ông ta không thả uy áp nhưng ai nấy đều có cảm giác áp bách đến nghẹt thở. Đây là bán bộ chín phần thần tính. Là ngưỡng cửa thế nhân không thể vượt qua. Sắc mặt Chấn Thiên trở nên phức tạp, gã đã có 8 phần thần tính, nhưng đến bây giờ mới nhận ra khoảng cách với 9 phần to lớn đến nhường nào. Có thể nói là không bằng kiến cỏ. Gã nhìn hai người áo trắng kia, biết rằng chấn tộc tồn tại hay diệt vong đều nằm trong tay bọn họ. Thần Hạo thì không biết cảm nhận được gì từ hai người kia mà nhíu mày.
Người phụ nữ váy trắng không nhìn Thần Hạo mà nói với Diệp Quân, con không cần quá khắt khe việc gọi người hay không, cứ tùy tâm là được rồi, hiểu chưa? Hắn hỏi lại, tùy tâm là sao? Người phụ nữ, muốn gì làm đó? Diệp Quân cười khổ, con không mạnh đến mức ấy. Người phụ nữ gật đầu, vậy thì hạ mục tiêu xuống, muốn gọi thì gọi, không muốn thì không gọi, cái này con làm được. Diệp Quân rơi vào im lặng. Thấy hắn còn băn khoăn, bà ấy lại nói, nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm. Diệp Quân hỏi lại, tâm. Bà ấy gật đầu, làm gì cũng đừng nên quá sức. Như con vì sợ bị người khác gọi là vua dựa dẫm nên không dám gọi ai đến. Sống trên đời vì sao phải để ý cái nhìn của người khác? Sống vì lẽ đó là cực kỳ ngu xuẩn, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Người phụ nữ, tâm con nói thế nào thì làm như thế ấy. Diệp Quân cười đáp, con hiểu rồi. Người phụ nữ lại nói, con không hiểu. Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ không giải thích, nói thật ra thì trên đời có bao nhiêu người sống được tùy tâm. Nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm. Ba cảnh giới độc lập không phân cao thấp. Diệp Quân hiện tại xem như miễn cưỡng nhận thức được nội tâm. Nhưng điều bà ấy làm không phải để hắn lập tức đạt đến tùy tâm, mà là hướng dẫn hắn nên đi thế nào trên con đường tương lai. Chỉ lối một chút mà thôi. Lúc này, thần khởi kia bỗng mở miệng, nói đủ chưa? Thấy người phụ nữ quay sang nhìn mình, ông ta lại hỏi, người chính là người hộ đạo của Diệp Quân. Bà ấy gật đầu, phải. Thần khởi cười mỉa, để ta nhìn xem hôm nay người có giữ được mạng cho hắn hay không. Người phụ nữ liếc nhìn ông ta rồi vươn tay chỉ Thần Hạo, lão là chỗ dựa của ngươi. Thần khởi còn chưa kịp nói thì người phụ nữ ấn nhẹ ngón tay xuống. Uỳnh! Dưới con mắt kinh dị của mọi người, Thần Hạo chợt biến sắc, hai gối cong lại thành tư thế quỳ. Nhà ngươi ở đâu? Thời không nơi đầu gối lão vụn vỡ. Những người khác hóa đá. Bắt quỳ luôn. Cái quái gì thế? Thần khởi nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin tràn ngập. Đầu óc trống rỗng. Bên kia, Sở phu nhân siết chặt hai tay, thân thể khẽ run. Đám người Trấn Thiên sau khi vượt qua khiếp sợ thì mừng rỡ như điên. Người đứng sau Diệp Quân mạnh thế sao? Đây là điều họ không ngờ đến. Thật quá kinh ngạc. Thần Hạo kia thì rơi vào hoang mang. Ông ta không có sức đánh trả ư? Sao lại thế được? Ông ta tìm cách vận sức nhưng chỉ thành ra vô dụng. Sức mạnh đang đè lên người vượt quá sức tưởng tượng của ông ta, làm ông ta căn bản không đấu lại nổi. Thần Hạo hoàn toàn mê mang. Đặc biệt là Thần Khởi, vừa thấy tổ tiên nhà mình quỳ xuống thì liền biết mình xong đời rồi. Nhà họ Thần cũng tiêu tùng rồi. Các yêu vương bên khu vực cổ hoang kia cũng hóa đá tại chỗ. Không ai ngờ người phụ nữ váy trắng lại mạnh đến vậy. Thần Hạo tuy chỉ là một cái bóng nhưng rõ ràng là bán bộ chín phần thần tính. Làm sao mà không có sức đánh trả thế này? Chẳng lẽ, không biết nghĩ tới gì mà cự mang và những người khác tái cả mặt? Thần Hạo ngẩng đầu hỏi người phụ nữ đầy khó tin, bà là ai? Bà ấy không để ý, chỉ hỏi Diệp Quân, tiểu tử, nhà họ Thần ở đâu? Chỉ chỗ cho cô. Nhà họ Thần ở đâu? Ai nấy đều không hiểu bà ấy muốn làm gì. Diệp Quân liếc nhìn Trấn Thiên. Gã vươn tay về bên phải, cách đây triệu dặm. Người phụ nữ gật đầu, khép ngón tay lại, gọi một thanh kiếm bay ra. Ai nấy đều không hiểu gì. Ở thần giới. Một thanh kiếm giáng xuống. Toàn bộ thần giới hóa thành tro. Những người khác còn đang rơi vào nghi hoặc thì cảm nhận được gì đó. Thần khởi kinh hoàng lên tiếng, bà. Trấn Thiên cũng cảm nhận được, nhìn bà ấy đầy kinh hoàng. Xóa sổ Hà họ Thần chỉ trong một kiếm. Chín phần thần tính. Má ơi! Chắc chắn là đại lão chín phần thần tính. Nhà họ Thần có rất nhiều đại trận phòng hộ đáng sợ, nhưng chúng còn chưa khởi động đã bị diệt. Đáng sợ thật! Chỉ có đại lão chín phần thần tính mới làm được thế này. Trấn tộc thắng rồi! Trấn Thiên nhìn Diệp Quân đầy phấn khích. Tự nhủ phải nhanh chóng thúc đẩy hôn sự giữa tiểu tử này và Nam Tuyết. Nhà họ Thần bị diệt. Tin tức này khiến các cường giả nhà họ Thần khác ngồi bệt xuống, mặt xám như cho đầy tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Thần khởi ngã quỵ xuống đất, cơ nghiệp triệu năm của nhà họ Thần bay biến rồi ư.
chết trong tay ông ta. Ông ta sao có thể phụ lòng tổ tiên con cháu trong nhà. Thần Khởi bỗng phát ra tiếng cười điên cuồng, quát tháo Diệp Quân, chín phần thần tính. Ha ha, chín phần thần tính, Diệp Quân, sao ngươi không nói người sau lưng ngươi có chín phần thần tính? Sao ngươi không nói? Hắn nhíu mày. Trấn Thiên ở xa lại nói, ta nói rồi mà, tại ông không nghe. Thần Khởi. Ông ta cười ngây dại. Đúng vậy, Trấn Thiên đã từng nói, nhưng ông ta có tin không? Không. Trên đời này làm thế nào có được đại lão chín phần thần tính? Sao mà có được? Nhưng thực tế nói rằng có. Nên ông ta thua rồi. Thua hoàn toàn. Bên kia, hai yêu vương của khu vực cổ hoang cũng hoảng sợ không thôi. Người phụ nữ kia dùng một kiếm tiêu diệt toàn bộ nhà họ Thần. Chẳng lẽ là đại lão chín phần thần tính? Bỗng người phụ nữ chậm rãi nhìn họ, khu vực cổ hoang. Không cần chỉ, ta biết nó ở đâu. Bà ấy khép ngón tay, gọi kiếm hành đạo bay ra. Đúng lúc này, một khí tức xa xưa ùa ra khắp đất trời, một âm thanh già nua vang lên, các hạ, liệu có thể nương tay? Cự mang nghe vậy thì mừng rỡ. Là yêu thần. Người phụ nữ chỉ nói, người nghĩ nhiều rồi. Bà khép tay lại hạ xuống. Kiếm hành đạo bay ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.